hồi 27, thanh mộc đường quần hùng tế điện. Tiếp theo Khang Thân Vương lại nhìn thấy Vi Tiểu Bảo bị bọn thích khách bắt được, vội la lên, coi chừng, chớ có bắn lầm quế công công. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm, Khang Vương gia quả là người có lương tâm, ta không quên lão được. Bọn công tên trong vương phủ nghe vương gia hô hoán lập tức dừng lại không bắn ra nữa. Bọn hán tử áo xanh đều là những tay bản lãnh cao cường, chân tay mau lẻ. Chúng họ reo sông ra ngoài lão dâu dài vẫy tay một cái, bốn hán tử tay cầm binh khí liền xông về phía khang thân vương. Bọn vệ sĩ cả kinh, không nghĩ đến chuyện rượt theo quân địch, đều quay lại lo bảo vệ vương ra. Ngờ đâu đó chỉ là kế dương đông kích tây của lão dâu dài. Ngoài mấy tên giả vờ xông vào tập kích khang thân vương là để cho dư đảng của chúng thừa cơ vượt tường trốn ra khỏi vương phủ. Bốn tên công kích khang thân vương, đều có khinh công cực cao chúng không giao thủ với bọn vệ sĩ, chỉ tránh đông né tây, tựa hồ chờ cơ hội đâm chết khang thân vương. Chúng chờ cho đồng bọn ra khỏi vương phủ hết rồi, mới hô lên một tiếng, nhảy qua bức tường. Đồng thời tám bàn tay liệm ám khí về phía khang thân vương. Bọn vệ sĩ la hoảng, vung binh khí lên gạt ám khí, mà cũng còn một mũi cương tiêu bắn chúng vào cánh tay của khang thân vương. Bốn hán tử áo xanh liền nhân lúc hồn loạn này trốn ra khỏi vương phủ vì tiểu bảo bị người cắp vào nách chạy như bay, nhưng gã vẫn nghe rõ trên đường có tiếng vó ngựa rồn rập và tiếng người hô hoán. Trong phủ khang thân vương có thích khách, có thích khách, đây chính là đại đội quan quân kéo tới tăng viện. Bọn hán tử áo xanh chạy vào nhà dân ở gần vương phủ đóng cổng lại rồi chuồn ra cổng hậu chạy đi. Bọn này trước khi hành động đã quan sát rõ ràng địa thế, tính trước đường rút lui. Chúng chạy trong đường hẻm, một lúc rồi lại vào một tòa nhà lớn, cởi bỏ áo xanh thay mặc các kiểu áo khác vào mình. Chỉ trong khoảnh khắc bọn chúng đều biến thành nông dân, hoặc gánh củi, hoặc gánh rau. Hai hán tử đẩy một cổ xe hồ. trong xe có hai thùng gỗ lớn, một cái để đựng xác ngao bái, còn một cái đựng vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo mắng thầm trong bụng một câu, tổ bà quân khốn kiếp, bỗng thấy trên đầu trái cây đổ vào che lấp hẳn người gã đi. Nắp thùng đậy lại rồi không nhìn thấy gì nữa. Tiếp theo gã thấy người lúc lắc thì biết là cổ xe đang được đẩy ra khỏi tòa nhà lớn. Tuy thùng trái cây hãy còn có những chỗ trống không đến nổi nghẹt thở nhưng hô hấp cũng rất khó khăn. Vì tiểu bảo chấn tĩnh tâm thần nghĩ thầm trong bụng bọn gia tướng của ngao bái bắt lão gia đem đi. Tất nhiên chúng sẽ moi gan móc ruột lão gia để tế điện hắn. Vậy dọc giường khi gặp quan binh lão gia phải hết sức cựa mình cho thùng lăn xuống là bọn chúng sẽ bị bại lộ cơ mưu nhưng gã đã bị điểm huyệt thì còn cục cựa thế nào được. Tiếng bánh xe vẫn lọc cọc vang lên, người vi tiểu bảo lúc lắc không ngớt, xe đi hồi lâu mà chẳng thấy quan binh chi hết, vi tiểu bảo lúc thì mắng thầm, lúc thì kinh hãi. Gã hà miệng toàn cắn chai tao ăn, nhưng miệng cũng không cử động được. Hồi lâu gã lại ngủ thiếp đi, lúc gã tỉnh dậy cổ xe đang chạy, gã cảm thấy khắp mình đau đớn muốn chuyển động một chút cũng không được gã tự nhủ, phen này lão gia khó mà thoát nạn, lúc đến nơi lão gia chỉ còn cách thoá mạ một hồi cho hà giận. Còn sống được hai chục năm nữa sẽ thành một tay hảo hán. Rồi gã lại lầm bầm, may mà lão gia đã giết chết được ngao bái, không thì bọn chó má này sẽ cứu hắn ra được mà lão gia bị trung bắt, chắc là khó sống, thành ra mình chết bị lổ to. Ngao bái là một quan lớn trong triều, còn vi tiểu bảo lão gia bất quá chỉ là một tên tiểu quỷ ở lệ xuân viên một mạng đổi lấy một mạng. Ha ha, thế là lão ra lời to rồi. Gã không có cách nào trốn thoát đành tự an ủi như vậy. Tuy gã bảo là được lời mà trong bụng chẳng cao hứng chút nào. Sau một lúc, vì tiểu bảo lại ngủ đi. Gã ngủ giấc này khá lâu. Khi tỉnh lại thấy cổ xe đi trên đất bằng, người không lúc lắc như trước nữa. Cổ xe tiếp tục đi hồi lâu rồi dừng lại. Nhưng vì tiểu bảo vẫn không thấy người đến đem gã ra mà cứ để gã nằm trong thùng táo. Xa ư một lúc lâu, vì tiểu bảo tức hơi rất khó chịu, gã lại mê mệt ngủ đi. Bỗng nghe đánh binh một tiếng, nắp thùng mở ra, tiếp theo có người khuân những trái táo trên đầu gã ra. Vì tiểu bảo hít mạnh một hơi chân khí, cảm thấy trong lòng thư thái. Gã dương mắt lên nhìn thì chỉ thấy tối mò, trên đầu có chút ánh sáng lờ mờ. Bỗng một người thò hai tay vào thùng sách gã ra ôm ở trong tay. Một người nữa đứng bên tay sách đèn lồng. Té ra trời đã về đêm, vì tiểu bảo thấy người ôm gã là một lão già, vẽ mặt trang nghiêm mà chỗ gã đang ở là một tòa đại điện. Lão già ôm vi tiểu bảo chạy vào hậu đường, hán tử cầm đèn lồng vừa đầy cửa sổ mở ra, vì tiểu bảo đã la thầm, trời ơi, chết đến nơi rồi, gã chưa hiểu sâu nông, mà chỉ thấy trong nhà đại sảnh đen ngòm những người là người, ít ra có đến dư trăm. Những người này toàn mặc áo xanh, thắt dây lưng trắng, ăn mặc hiếu phục chính giữa nhà đại sảnh đã thiết lập một linh tòa. Trên bàn khắp tám cây nến màu lam, vì tiểu bảo ngày còn ở Dương Châu, mỗi khi nhà giàu sang nào có đám ma là gà lại đến coi náo nhiệt, xin tiền thưởng, hoặc nhân lúc người ta bối rối lấy cắp đồ vật đốt vào bọc đem ra chợ bán để lấy tiền đánh bạc. Vì thế ở đây gã vừa trông thấy Trần Thiết Linh Tòa thì đã nhận ra nhận ra ngay. Bên linh vị có treo mấy bức đối chướng bằng vải trắng và giống một cây phướng chiêu hồn mấy tên hiếu nam hiếu nữ mặc đồ xô gai quỳ bên linh vị. Những người trong sảnh đường đều mặt buồn rười rượi lộ vẽ bi ai thống thiết. Vì tiểu bảo thấy tình trạng này, bất giác kinh tâm động phách. Từ lúc gã còn ngồi trong thùng táo đã liệu trước mình sẽ bị bọn thù nghịch mổ bụng moi tim để tế điện ngao bái. Nhưng lúc trước, gã mới có ý nghĩ như vậy, bây giờ đến nơi gã sợ quá toàn thân nhũn ra. Giả tỷ gã không bị điểm huyệt thì đã run bần bật, lão giả đặt vi tiểu bảo xuống, rồi đưa tay mặt điểm vào trước ngực và sau lưng để giải khai những huyệt đạo bị phong tỏa. Vi tiểu bảo hai chân mềm nhùn không tài nào đứng thẳng lên được, lão già thò tay sóc nách cho gã khỏi sụm xuống. Vi tiểu bảo nghĩ thầm, ta biết tìm cách gì dễ trốn thoát bây giờ. Gã liếc mắt nhìn mọi người trong nhà đại sảnh thì hiển nhiên toàn là những tay hiểu biết võ công. Gã tự lượng sức mình đánh một người cũng không xong mà muốn trôn thoát thì thật là việc khó hơn cả lên trời. Nhưng gã lại nghĩ rằng đàng nào thì mình cũng chết thì hãy thử xem, dù cho trốn không thoát bị chúng bắt lại cũng còn hơn bó tay đợi chết. Việc khẩn yếu trước mắt là phải làm sao cho lão già không nâng đỡ gã nữa, vì như vậy thì gã chỉ cử động một cái là lão đã nắm lại rồi. Việc thứ hai gã phải nghĩ cách tắt phụt hết những đèn lồng đèn nến trong đại sảnh có tối om thì mới có cơ hội tẩu thoát. Vì tiểu bảo lại liếc mắt ngó trộm những người trong sảnh đường thì đa số là đàn ông, lại có nữ hòa thượng đạo sĩ và mấy người đàn bà. Toàn thể mọi người đều đeo đao rắt kiếm, bỗng thấy một hán tử trung niên tiến đến trước linh tòa khấn, bữa nay, chả được mối đại thù, đại ca có thể nhắm mắt. Thanh âm người này nghẹn ngào nói mãi không hết một câu, nức nở khóc không ra tiếng. Hắn xoay mình té xuống trước linh đài rồi không nín được khóc giống lên mọi người trong nhà đại sảnh đều kêu gào khóc lóc om sòm. Vì tiểu bảo lẩm bẩm, tổ mẹ những quân chó đẻ. Làm gì mà ầm ĩ lên thế? Lão gia phải thoá mạ mấy câu cho sướng miệng, nhưng rồi gã lại nghĩ, ta mà mở miệng chửi bới tất lão con rùa khốn kiếp này lập tức động thù thì lão gia hòng gì trốn thoát được nữa. Gã liếc mắt nhìn lão già đang đờ mình thì thấy lão giơ cao tay áo lên lau nước mắt. Gã toàn xoay mình trốn chảy nhưng thấy phía sau đông đảo những người chỉ chạy một bước là bị họ túng cổ bắt lại ngay. Trong đám đông bỗng một lão già cất tiếng khàn khàn hô lớn, dâng tế vật, tiếp theo một đại hán mình trần chuồng đầu quấn khăn trắng, bộ dạng rất hùng tráng dạo bước tiến lên. Tay hắn bưng một cái mâm gỗ dơ cao lên đỉnh đầu. Trên mâm trải một tấm khăn đỏ, trên tấm khăn hiển nhiên là một cái đầu lâu máu thịt bầy nhầy. Vì tiểu bảo hoàng vía cơ hồ ngất xỉu, nghĩ thầm, tổ mẹ những quân đê tiện khốn kiếp chúng sắp cắt đầu lão ra rồi đây. Gã lại tự hỏi, đầu ai trên mâm kia? Phải chăng là đầu khang thân vương hay thủ cấp của sách ngạch đồ? Vì cái mâm gỗ dơ quá cao nên gã không nhìn thấy được mặt mũi thủ cấp đó. Đại hán đặt cái mâm gỗ xuống bàn bầy đồ tế rồi lại phục xuống đất. Trong nhà đại sảnh lúc này tiếng khóc càng lớn chấn động cả một vùng. Mọi người tới tấp quỳ lại. Vì tiểu bảo bụng bảo dạ còn mẹ nó, lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ? gã chờ gót toan chạy, lão già liền níu áo gã lại, khẽ đẩy vào lưng gã một cái. Vì tiểu bảo vừa được giải khai huyệt đảo, chân cẳng không còn một chút khí lực. Gã bị lão già đẩy quỵ ngay chân xuống, gã thấy mọi người dập đầu lầy, gã cũng làm theo, nhưng trong bụng chửi thầm, thằng giặc ngao bái, thằng chó đẻ ngao bái. Ở trên trần thế lão gia đã đâm mi một đao chết tươi, thì xuống âm phủ lão gia còn đâm thêm mấy đao nữa mấy hán tử lại xong đứng lên, còn một số vẫn còn nằm phục xuống khóc ròng, vì tiểu bảo mắng thầm đã là nam tử hán, là đại trượng phu mà còn khóc nhè sao không biết thẹn. Tên ngao bái chó đẻ có gì là hay là đẹp, hắn chết có chi đáng tiếc mà phải khóc đến vãi đái ra. Mọi người khóc lóc một hồi rồi một lão già cao nghèo cao nghêu, gầy khẳng gầy khiêu tiến lại bên linh tòa gióng giặc tuyên bố các vị huynh đệ, mối đại cừu của doãn hương chủ này đã trả xong thằng cha ngao bái đã bị rơi đầu thật là một hỷ sự tầy trời cho thanh mục đường trong thiên địa hội chúng ta vì tiểu bảo nghe xong tám chữ thằng cha ngao bái đã bị rơi đầu tay gã ù đi gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm một ý niệm lóe lên trong đầu óc gã tự hỏi chẳng lẽ bọn này không phải là dư đảng của ngao bái mà là cửu nhân của hắn lao cao gầy còn nói đến mười mấy câu nữa nhưng vi tiểu bảo có nghe đấy mà chẳng hiểu gì sau một lúc gã định thần lại mới để ý nghe tiếp nhưng đã bỏ sót một đoạn giữa vì tinh thần lơ đàng đây là những câu lão nói về sau bữa nay chúng ta đại náo phủ khang thân vương bắt ngao bái toàn quân trở về bọn thát đát tất phải vở mật đó là một điểm rất hay cho công cuộc phản thanh phục minh của bản hội những anh em ở các đường trong bản hội biết vụ này nhất định khâm phục thanh mộc đường chúng ta trí dũng kiêm toàn những hán tử trong sảnh đường thi nhau lên tiếng đúng thế đúng thế phen này thanh mộc đường chúng ta oai danh hiển hách. Có người nói, hồng hoa đường khua chiêm múa trống nhưng chưa làm được việc gì kinh thiên động địa như chúng ta. Có người nói, vụ này đồn đại khắp thiên hạ, không chừng trong những trà đình tử quán sẽ chép thành một thiên cố sự ca ngợi chúng ta. Sau này đổi được bọn thát đát ra ngoài quan ải, thanh danh thanh mộc đường lưu truyền hậu thế cũng chưa biết chừng. Có người nói, sao lại đuổi hết bọn thát đát ra ngoài quan ải? phải chém giết cho kỳ hết giống man mỏi không để sót một mống phải làm cho chúng chết không có đất mà chôn quần hào mỗi người một câu tinh thần phấn khởi khiến cho bao nổi bi ai đều tiêu tan hết vì tiểu bảo nghe tới đây thì biết rằng bọn này toàn là chi sĩ phản đối triều đình nhà mãn thanh không còn nghi ngờ gì nữa tuy gã còn nhỏ tuổi chưa biết gì nhưng ở nơi kẻ chợ nhà quê gã thường nghe người ta nhắc đến những hành động nghĩa hiệp của thiên địa hội về việc phản đối thanh triều Ngày trước quân thanh khi đánh vào Dương Châu đã gây những cuộc tàn sát rùng rợn, gian dâm phụ nữ, cướp đoạt tiền tài, chẳng từ một việc tàn ác nào, nên mới có câu, 10 ngày thảm chạm đất Dương Châu, để liên tưởng cảnh bi đát không bút nào tả xiết. Trong thành Dương Châu cơ hồ chẳng nhà nào là không có người bị tàn sát. Vụ, 10 ngày thảm trả minh đất Dương Châu, cách đây lối 20 năm. Vì tiểu bảo từ tuổi nhỏ đã nghe người ta không ngớt nhắc tới những hành vi tàn ác của quân thanh gã còn nghe người ta kể tới bao nhiêu hành động anh hùng xả thân kháng địch, hay liều mình cùng chết với địch. Bây giờ chính mắt gã trông thấy một cổ động cho việc giết bọn thắt đát là nhiệm vụ của những bậc anh hùng hào kiệt, bất giác trong lòng phấn khởi quên khuấy đi mình hiện đang là một tên tiểu thái giám trong triều đình nhà mãn thanh. Lão cao gầy chờ cho tiếng nói ồn ào dịu lại rồi tuyên bố tiếp hai năm nay, thanh mộc đường chúng ta chẳng giờ khắc nào không nhớ tới mối đại cừu của doãn hương chủ đại ca ai cũng nhỏ máu thề nguyền giết cho bằng được tên ác tặc ngao bái dùng thủ cấp của hắn làm lễ tế điện doãn đại ca doãn doãn hương chủ ngày trước khẳng khái hy sinh vì nghĩa vụ khiến cho hào kiệt giang hồ đều kính ngường bữa nay hương hồn đại ca ở trên thiên đình ngó thấy cái đầu con chó ngao bái tất cũng nổi lên chàng cười thỏa mãn quần hào lại đồng thanh chính thế chính thế trong đám đông bỗng có thanh âm hào hùng nổi lên hai năm trước toàn thể anh em đã lập lời trọng thể nếu không giết được ngao bái thì quyết giải tỏa thanh mộc đường, không còn mặt mũi nào qua lại trên trốn giang hồ nữa. Bữa nay đã rửa được mối sĩ nhục tuyệt đại này thật là vạn hạnh. Bùi mổ hai năm trời ăn cơm chẳng biết mùi, ngủ không yên giấc. Suốt ngày đêm lo nghĩ việc báo thù cho doãn hương chủ, rửa hồ cho thanh mộc đường, đến nay tâm nguyện mới được thỏa mãn. Đoạn lão nổi lên chàng cười ha ha mọi người cười rộ ra chiều rất khoan khoái. Lại một người nói, hay quá, thanh mộc đường chúng ta có nổi gió phất cờ trùng chấn oai danh thì toàn thể anh em mới dương mày nở mặt, nức lòng hở dạ trở lại làm người. Hai năm nay thanh mộc đường từ trên xuống dưới, ai cũng như mãnh cô hồn vô chủ. Khi đến hội họp ở thiên địa hội bị anh em các đường khác chỉ đưa mắt ngó mình một cái, cười lạt một tiếng cũng đủ làm cho chúng ta mất mặt, muốn chui xuống đất cũng không có đường đối với những việc lớn nhỏ trong hội, bọn mình không ai dám nhún miệng vào. Nhưng từ nay trở đi thì tình trạng khác hẳn, không phải tự ti mặc cảm nữa. Một người khác nói, phải rồi, phải rồi, chữ đại ca nói đúng lắm, chúng ta nên nhân cơ hội này cổ võ oai phong làm nên mấy việc oanh liệt. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, ngao bái tự xưng là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu mà bữa nay hắn bị chết về bàn tay của chúng ta. Vậy thì bọn đệ nhị dũng sĩ, đệ tam dũng sĩ, chắc là phải chết hết. Hai phái tranh giành ngôi hương chủ mọi người nghe nói nổi lên một chàng cười rộ. Vì tiểu bảo mắng thầm, bọn mi lúc thì khóc suốt mướt, lúc lại cười ầm ĩ, thật chẳng khác chi tuồng con nít. Trong đám đông bỗng có thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi, có phải thanh mộc đường chúng ta đã ra tay hạ sát ngao bái không? Quần hùng nghe hỏi câu này đều liền im tiếng, trong nhà đại sảnh hơn 200 người tụ họp bỗng biến thành im lặng như tờ mọi người đều biết ngao bái bị một tên tiểu thái giám ở thanh cung hạ sát mấy nhân vật đầu não ở thanh mộc đường đều chính mắt mình trông thấy đây là một việc không còn nghi ngờ gì nữa mà cũng không thể giấu giếm ai được sau một lúc lâu mới có người lên tiếng tuy vụ giết ngao bái do một người khác hạ thủ nhưng cũng vì bọn thanh mộc đường chúng ta xông vào tấn công vương phủ người đó mới nhân lúc hồn loạn mà giết chết ngao bái người lên tiếng khi trước lại nói té ra là thuế đại hán giọng nói ồm ồm lại lớn tiếng hỏi, kỳ lão tam, lão nói vậy là có ý gì? Người kêu bằng kỳ lão tam lạnh lùng đáp, ta chẳng có ý gì hết. Có điều ta sợ rằng anh em ở đường khác đặt câu hỏi. Phen này thanh mục đường đúng là oai phong lẫm liệt rồi nhưng không hiểu vị huynh đệ nào trong quý đường đã hạ thủ đâm chết ngao bái. Thì bọn mình biết trả lời người ta ra làm sao? Anh em bản đường ai cũng khua chung giống trống nêu cao hùng khí hành diện với đời mà không khỏi có điều, có điều. Ha ha, có điều làm sao thì trong lòng anh em đã tự hiểu rồi tại hạ bất tất phải nói ra nữa. Quần hào đều im lặng, ai cũng nhận thấy kỳ lão tam hỏi câu này như chọc vào tay thật khó nghe. Tuy nhiên đó là sự thực, không thể chối cãi. Lão cao gầy lên tiếng giải thích vụ này không hiểu quỷ thần xui khiến, âm dương mâu thuần thế nào mà một tên tiểu thái giám ở thanh cung lại động thủ đâm chết ngao bái chắc đó là Doãn Hương Chủ ở cõi U Linh ám trợ mới mượn tay một thằng con nít trừ khử tên đại gian ác. Chúng ta đều là Nam Hán Tử Hán, là đại trượng phu có lý đâu lại bịa chuyện một cách vô lương tâm được. Bọn người đang cao hứng về vụ người hạ sát ngao bái không phải là nhân vật của thanh mục đường bây giờ nghe lão cao gầy giải thích như vậy thì cụt hứng. Lão cao gầy lại nói tiếp đã hai năm nay bản đường không có người chủ trương, nên anh em tạm thời suy cử tiểu đệ thay quyền hương chủ trong một thời gian nay mối đại thù của Doãn Hương Chủ đã trả xong vậy tiểu đệ xin giao lại tấm bài đồng trước linh vị Doãn Hương Chủ và xin anh em lựa người tài năng lên làm Hương Chủ, để tiểu đệ rút lui. Lão nói rồi hai tay nâng tấm bài đồng dơ lên quỳ xuống sụp lại trước linh vị mấy lạy Đoạn lão đặt tấm bài đồng xuống rồi đứng lên. Một người lên tiếng lý đại ca, hai năm nay đại ca xử lý thường vụ, mọi việc đều theo khuôn phép nghiêm minh. Tiểu đệ thiết tường ngoài đại ca không còn ai xứng đáng lãnh trách nhiệm hương chủ nữa vậy đại ca bất tất khách sáo hãy thu tấm bài đồng về để tiếp tục phụ trách công việc hương chủ là xong quần hùng yên lặng hồi lâu bỗng có người lên tiếng chức hương chủ này không phải là bọn ta có thể tự ý muốn đưa vào tay ai thì đưa mà là do tổng đàn thiên địa hội phải ủy người đưa xuống mới được người nói trước liền giải thích theo nguyên tắc là như vậy nhưng trước nay đã quen lệ tùy bản đường thương nghị quyết định cử ai rồi trình lên trên chuẩn y chẳng bao giờ cấp trên bác khước cả. Còn danh từ, ủy phái, chẳng qua chỉ là điều lệ thi hành công sự mà thôi. Một người khác nói, theo chủ tiểu đệ biết thì chức hương chủ ở các đường đều do cựu hương chủ hoặc vì tuổi già hoặc vì có bệnh không đảm đương được nữa. Có khi lúc lâm trung di ngôn lại đề cử ai là danh chính ngôn thuận. Còn chuyện anh em trong bản đường lựa lấy người tiếp nhiệm chức hương chủ là một việc trước nay chưa có thể lệ người nói khi trước lên tiếng chất vấn, giả lão lục, doãn hương chủ bất hạnh bị ngao bái ra hại làm gì có di môn để lại. Vụ này chẳng lẽ lão còn không biết, sao lão lại có ý phản đối, ta hiểu trồ dục ý của lão rồi. Sở dĩ lão phản đối việc suy cử lý đại ca lên tiếp nhiệm chức hương chủ của bản đường là trong lòng muốn mưu đồ chuyện bất chính. Giả lão lục tức giận hỏi, trong lòng ta có điều chi bất chính, ta mưu đồ chuyện gì, lão mốc họ thôi kia lão nói huỵch tẹt ra đi đừng có nửa úp nửa mở toan điều ngậm máu phun người thôi ngốc tử cũng nổi giận lớn tiếng cha, lão muốn ta nói huỵch tẹt ra thì ta cứ thẳng thắn mà nói việc gì ta phải úy kỳ sự thực ta không cần nói ra thì hết thảy anh em trong thanh mộc đường còn ai không biết lão muốn ôm chân người chồng chị của lão là ông tốt dâu quan phu tử lên môi hương chủ thôi ngốc tử ngừng lại một chút rồi nói tiếp mỹ nghiêm công quan phu tử lên môi hương chủ rồi lão thành quốc cựu lão gia là bao nhiêu quyền bính bản đường đều vào tay lão hết. Khi đó lão tha hồ mà làm mưa làm gió, có đúng thế không? Giả lão lục thét lên, Mỹ nghiêm công quan phu tử là tỷ phu của ta hay không là chuyện khác. Nhưng chuyến này quan phu tử thống lãnh anh em đến tấn công phủ khang thân vương. Công lớn đã thành, ca khúc khải hoàn là công lao của quan phu tử một phần lớn. Chẳng lẽ tỷ phu của ta không đủ tài làm hương trùng? ta cũng công nhận tư cách cùng nhân duyên của Lý Đại Ca đều xứng đáng, chứ không có ý phản đối y. Nhưng nói về vụ này thì quan phu tử có nhiều công hơn. Hồi 28, hai phe quan lý tranh hương chủ. Thôi ngốc tử đột nhiên nổi lên chàng cười rộ, tiếng cười đầy vẽ khinh miệt. Giả lão lục tức giận quát hỏi, ngươi cười gì vậy, ta nói thế không phải hay sao? Thôi ngốc tử cười đáp, không phải thế, giả lục ca của chúng ta có bao giờ nói chật tại hạ chỉ biết bản lãnh của quan phu tử đây rất lợi hại. Y qua nằm ải mà không buồn chém sáu tướng, hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp lúc đến việc lại để tên ngao bái cho thằng nhỏ giết chết. Đột nhiên trong đám đông một người chạy ra đầy vẽ giận dữ đến đứng trước linh tòa. Vì tiểu bảo nhận ra lão chính là người đã thống lãnh đoàn áo xanh dến tấn công phủ khang thân vương. Lão này có bộ râu dài trùng xuống trước ngực, thái độ rất oai nghiêm. Nguyên lão người họ quan tên cơ vì lão có bộ dâu oai phong mà người ta tặng cho cái ngoại hiệu là mỹ nghiêm công lão lại ở họ quan nên kêu bằng quan phu tử quan phu tử chừng mắt nhìn thôi ngốc tử lớn tiếng thôi huynh đệ huynh đệ đấu khẩu với giả lão lục muốn nói gì thì nói nhưng quan mổ không đắc tội với huynh đệ sao cũng nói đến chúng ta đều là anh em đã thề nguyền trước thần linh đồng sinh cộng tử vậy mà huynh đệ làm thương tổn đến thanh danh ta là có ý gì Thôi ngốc tử sợ hãi lùi lại một bước ấp úng, tiểu đệ, tiểu đệ không dám làm gì thương tổn đến quan huynh. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, quan nhị ca, nhị ca, có tán thành việc đề cử lý đại ca lên làm hương chủ trong bàn đường không? Nếu có thì tiểu đệ xin sụp lại tạ tội với nhị ca và cam chịu đã có lời thất thố. Quan an co vẽ mặt xám xanh đáp dập đầu tạ tội thì không dám, ngồi hương chủ bàn đường ai lên đảm nhiệm, quan mổ cũng không có tư cách nói gì khác được. Thôi huynh đệ, huynh đệ chưa làm tổng đà chủ ở thiên địa hội thì ngôi hương chủ thanh mộc đường là ai cũng không đến thứ huynh đệ phải nói tới. Thôi ngốc tử lùi lại một bước lớn tiếng hỏi, quan nhị ca, nhị ca nói vậy chẳng là thương tổn đến tiểu đệ ư. Thôi ngốc tử này là cây thá gì, dù có đầu thai đến 18 lần nữa cũng chẳng thể với đến ngôi tổng đà chủ ở thiên địa hội được. Tiểu đệ chỉ nói thần nhãn kim si lý đại ca là người đức cao trọng vọng trong bản đường không tìm ra được vị nào như Lý Đại Ca để tu phục nhân tâm. Nếu không mời Lý Đại Ca lên làm hương chủ bản đường thì e rằng các anh em đây 10 phần có đến 8,9 không chịu khâm phục. Trong đám đông lại có người lên tiếng, thôi ngốc tử, mình ngươi không phải là 8, 9,10 toàn thể anh em thì sao ngươi lại biết được 10 phần có đến 8,9 không phục. Theo ta nhận xét thì Lý Đại Ca là người giỏi thiệt. Anh em uống rượu, ngắm trời tắm nắng thì lão nhân ra thì ai cũng không thể bì kịp. Nhưng nói đến chuyện làm hương chủ bản đường thì e rằng đến 8,9 phần người anh em không cho thế là phải. Lại một người khác nói, theo ý tiểu đệ thì lời trương huynh nói đúng cả trăm phần trăm, không thể nào đúng hơn được nữa. Đức cao trọng vọng thì làm cái có gì? Thiên địa hội chúng ta chỉ có mục đích duy nhất là phản thanh phục minh, chứ không phải để giảng nhân nghĩa đạo đức của Đức khổng phu tử để làm cho quân thắt đát phải sợ hãi mà bỏ chạy. Còn người đức cao trọng vọng ở trong phòng riêng suốt ngày chỉ nói đến, kinh thi có câu, hay là, đức thánh hiền nói rằng. Như vậy thật là một kẻ hù nho, chữ mà làm cho gì được. Mọi người nghe nói đều cười ồ, một đạo nhân hỏi, theo ý ông bạn thì ai lên làm hương chủ bản đường cho phải. Người kia đáp theo ý tiểu đệ thì người làm hương chủ bản dương phải có hai điều kiện hợp với mục đích của thiên địa hội một là công cuộc to tát của thiên địa hội há chẳng là phản đối thanh triều khôi phục nhà minh. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp điều thứ hai là phải là một nhân vật làm nên những việc nổi danh hơn các đường khác trong thiên địa hội. Tiểu đệ nghĩ rằng một nhân vật đã có đủ bản lãnh hợp với hai điều kiện trên thì toàn thể anh em đều tiến cử lên làm hương chủ. Đạo nhân nói, theo nhận xét của bần đảo thì nhân vật đủ tài cán và bản lãnh kia không ai hơn được lý đại ca mấy chục người trong đám đông lớn tiếng la dùng bọn tại hạ tiến cử quan phu tử bà lãnh lý đại ca bì với quan phu tử thế nào được đạo nhân nói quan phu tử bản lãnh cao cường là một điều ai cũng khâm phục một số người liền reo lên phải rồi phải rồi cái đó là lẽ dĩ nhiên vậy thì còn nói gì nữa đạo nhân xua tay đáp hãy khoan hãy khoan xin nghe bần đạo nói hết đã quan phu tử phải cái tính nóng này động một tí là nổi giận mắng người. Hiện y mới là một người anh em tầm thường trong bàn đường, mà số đông anh em sợ mất mật. Vậy nếu y lên làm hương chủ e rằng bàn đường không được ngày nào yên ổn. Một người khác nói, gần đây tinh khí quan phu tử đã khá nhiều rồi, y mà lên làm hương chủ chắc còn hay hơn. Cuộc cãi vả trong nhà đại sảnh đạo sĩ lắc đầu nói, non sông còn dễ biến cải chớ tính người khó đổi thay. Tính nết quan phu tử đã nung đúc từ mấy chục năm dù y có nhẫn nại được nhất thời, nhưng không thể giàn lòng được hàng năm. Ngôi hương chủ thanh mộc đường là việc suốt đời không thể đẻ cho người tinh khí thất thường đảm nhiệm, ngỏ hầu khỏi gây ra mối huynh đệ bất hòa, nhân tâm ly tán rồi đưa đến chỗ hỏng đại sự. Giả lão lục nói, khô diệp đạo trường, tại hạ coi tinh khí của đạo trường cũng chưa lấy gì làm cao minh. Đạo nhân kia đạo hiệu là khô diệp đạo trường nghe giả lão lục nói vậy liền cười khanh khách đáp, đúng thế, đèn nhà ai nấy dạng tính khí bần đạo không tốt thành ra đắc tội với nhiều người nên không dám nói nhảm chỉ có vụ đề cử hương chủ cho bản đường là việc lớn bần đạo không nhận nại được mới nói mấy câu tính khí bần đạo không tốt mà không làm hương chủ nữa thì cũng chẳng hề gì anh em nào không ưa thì không cần nói với bần đạo chỉ việc xa lánh là xong nhưng nếu bần đạo tính khí không tốt cũng làm hương chủ thì anh em muốn xa lánh cũng không được Giả lão lục tức giận hỏi, không ai đề cử lão đạo lên làm hương chủ, việc gì lão còn bàn tán ra vào. Khô diệp đạo nhân nổi giận đùng đùng lớn tiếng, giả lão lục, bạn hiểu giang hồ lúc gặp lão đạo rêu một điều kêu đạo trường, hai điều kêu đạo trường. Cả đến tổng đà chủ cũng giữ về lịch sử, vậy mà ngươi dám vô lễ đến thế. Ngươi đừng cậy thần cậy thế mà khinh mạn lão đạo, cái đó không phải chuyện dễ đâu, ta nói rõ cho ngươi hay quan phu tử lên làm hương chủ bản đường thì khô diệp này là người thứ nhất không tán thành. Nếu y muốn lên làm hương chủ thì trước hết nên làm một việc, khi đó không chừng bần đạo sẽ thôi phản đối. Giả lão lục mới nghe khô diệp đạo trường nói câu, cậy thần cậy thế, trong lòng đã căm tức vô cùng. Nhưng một là vì kiêm pháp của đạo nhân rất cao cường, dù hắn có tức giận cũng không dám xung đột. Hai là đạo nhân đã là một nhân vật nổi tiếng trên chốn giang hồ tổng đà chủ kính trọng đạo nhân là chuyện thực giả lão lục còn tính rằng nếu hắn muốn ủng hộ tỷ phu hắn lên làm hương chủ bản đường mà đạo nhân quyết trí chống đối thì thật là một điều trở ngại lớn sau hắn nghe đạo nhân nói nếu tỷ phu hắn làm nổi một việc lớn thì dù y có lên làm hương chủ lão sẽ không phản đối nữa hắn mừng thầm liền hỏi ngay đạo trưởng việc đó là việc gì xin đạo trưởng thử nói cho nghe Cô Diệp đạo nhân đáp: Việc thứ nhất là quan phu tử phải từ hôn với thập túc chân kim giả kim đao. Đạo nhân vừa nói câu này, quần hào trong đại đường đều cười ầm cả lên. Nguyên thập túc chân kim giả kim đao mà cô Diệp đạo nhân nói đây chính là vợ của quan phu tử và là tỷ tỷ của giả lão lục. Giả kim đao sử hai thanh kim đao, người ta thấy mụ thường hỏi đùa quan tẩu tẩu, hai thanh kim đao của quan tẩu tẩu là vàng thực hay là vàng giả? mụ liền trịnh trọng đáp đã là thập túc chân kim thì là vàng thật chưa còn giả thế nào được nhưng rồi mụ nghĩ ra tên mụ là giả kim đao nên anh em mới hỏi đùa như vậy do đó người ta tặng cho mụ cái ngoại hiệu thập túc chân kim khô diệp đạo nhân bảo quan phu tử ly hôn vợ là đổ tiếng xấu cho họ giả nhưng thực ra thập túc chân kim giả kim đao là người lòng giả ngay thẳng miệng lưỡi nhanh nhầu chứ không phải người xấu em mụ là giả lão lục cũng là người tốt chỉ vì quá đề cao tỷ phu mà khiến cho người ta tức mình. Quan phu tử đúng là con người nóng nảy, ai cũng chán ghét. Số đông thường thốt ra những lời bất phục lúc vắng mặt y. Quan An cơ nghe khô diệp đạo nhân nói như vậy tức quá không dằn lòng được. Đập tay xuống bàn đánh, binh, một tiếng, rồi thét lên. Khô diệp đạo nhân, lão nói gì lắm thế? Ta làm hương chủ hay không thì có liên can gì đến lão mà lão lại nhắc tới cả mụ vợ của ta? Khô Diệp Đạo Nhân chưa kịp trả lời thì trong đám đông có người lạnh lùng lên tiếng, quan phu tử, doãn hương chủ không có điều gì đắc tội với quan huynh, mà sao quan huynh lại đập xuống linh tòa của hương chủ. Nguyên vừa rồi quan an cơ đã đập tay xuống bàn có đặt linh vị của doãn hương chủ. Quan an cơ nghe tiếng người trách mình câu này thì trong lòng kinh hài. Tuy y là người nóng này, mà tâm cơ rất thông suốt, liền lớn tiếng nhận lỗi, tiểu đệ cam bề đắc tội y quỳ ngay trước linh vị lạy mấy lạy rồi khấn rằng doãn đại ca tiểu đệ gặp cơn thịnh nộ không dàn lòng được lở đập tay xuống bản linh tòa của đại ca đại ca ở trên thiên đình nếu có linh thiêng xin đại xá cho tiểu đệ y khấn rồi dập đầu binh binh luôn mấy cái mọi người thấy vậy không ai phiền trách y nữa thôi mốc tử nói anh em coi đó quan phu tử quả là hán tử quan minh lổi lạc nhưng vì tính nóng không dàn lòng được thành ra lầm lờ việc nhỏ chẳng nói làm chi, nhưng lên làm hương chủ mà lầm lở một việc thì tai hại vô cùng. Dù có hối lỗi cũng chẳng có ích gì, Diêm Vương còn khá, tiểu quỷ mới ghê, quan phu từ hùng hổ chất vấn khô diệp đạo nhân vì lẻ gì lại nhắc tới vợ y là thập túc chân kim giả kim đao. Nhưng trong cơn thịnh nộ, y không dằn lòng được đập tay xuống linh tòa doãn hương chủ để người ta trách móc thì trong lòng không khỏi hối hận tuy đã lập tức dập đầu lại trước linh vị doãn lương chủ và anh em cũng bỏ qua việc đó không nhắc tới, song nhuệ khí y đã bị trùn ngực. Trong lúc nhất thời quan an cơ không tiện lý luận với khô diệp đạo nhân nữa. Mặt khác, khô diệp cũng muốn nhân lúc này giàn hòa cho khỏi rắc rối, liền cười đáp quan phu tử, quan huynh cùng bần đạo cũng là tình anh em. Chúng ta đã cùng nhau ba phen xuất sinh nhập tử, cùng nhau chia sẻ hoạn nạn bấy lâu nay, thì không thể vì một cơn nóng này tranh hơi miệng tiếng mà làm mất hòa khí giữa chúng ta được. Vừa rồi bần đạo có nói câu gió chẳng qua là chuyện đùa, tưởng quan huynh nên miễn trách, chớ có để lòng. Khi quan huynh về nhà cũng đừng nhắc lại câu chuyện này với giả kim đao tẩu tẩu nữa. Nếu không thì y đến túm dâu bần đạo mà lôi, chứ không phải chuyện giỡn. Mọi người lại cười ồ, quan an cơ vốn có lòng úy kỵ khô diệp đạo nhân, nên cũng cười trừ không nhắc tới chuyện đó nữa quần hào lại bàn tán về việc đề cử chức tân hương chủ trong thanh mộc đường. Người thì nói lý đại ca hay, kẻ lại bênh quan phu tử giỏi. Mỗi người nói một câu, rốt cục vẫn chưa đi đến một quyết định nào cả. Đột nhiên một người khóc giống lên, tiếng khóc cực kỳ thống thiết. Hắn vừa khóc vừa nói to, doãn hương chủ hỡi doãn hương chủ. Ngày doãn hương chủ còn tại thì anh em trong thanh mục đường hòa mục biết là chừng nào. Thật coi nhau chẳng khác chi tình thân cốt nhục mọi người đồng tâm hiệp lực cúc công tận tụy mưu đồ công cuộc phản thanh phục minh rủi thay doãn hương chủ bị tên gian tập ngao bái sát hại trong thanh mục đường không còn người thứ hai nào sánh kịp doãn hương chủ doãn hương chủ đã có bản lãnh lại đắc nhân tâm doãn hương chủ ơi trừ phi doãn hương chủ chết rồi sống lại không thì chẳng có cách nào điều giải được mối tương tranh trong thanh mục đường thanh mục đường hiện nay nát như tương bầm đâu còn hưng thịnh như ngày doãn hương chủ sống ở nhân gian mọi người nghe hắn nói vậy đều cho là rất đúng ai nấy nghĩ lại những điều hay của doãn hương chủ ngày trước đều không khỏi ngậm ngùi xa lệ một người khác lên tiếng lý đại ca có cái hay của lý đại ca quan phu tử có chỗ giỏi của quan phu tử hai vị cũng là anh em trong một đường chẳng thể vì việc đề cử hương chủ mà khiến mọi người sinh chuyện bất hòa theo ý tả hạ thì vụ này nên thỉnh vong linh doãn hương chủ quyết định chúng ta viết tên Lý Đại Ca và quan phu tử đặt trước linh vị Doãn Hương Chu. Đoạn anh em sụp lại rồi rút thăm quyết định là công bằng hơn hết. Số đông đều tán thành đề nghị này. Giả lão lục lớn tiếng, phương pháp này không được. Có người hỏi, sao lại không được? Giả lão lục hỏi lại, ai đứng ra rút thăm? Người kia đáp, anh em đề cử một vị nào rút thăm chẳng được. Giả lão lục nói, chỉ sợ người có tư tâm mà xảy ra tệ đoan. Thôi ngốc tử tức giận hỏi, trước linh vị doãn hương chủ còn kẻ nào dám lớn mật, làm điều tệ nhũng. Như vậy có khác gì khinh mạn cả vong linh doãn hương chủ. Giả lão lục nói, lòng người như biển khôn giò, chẳng thể không đề phòng được. Thôi ngốc tử thoá mà, còn mẹ nó, chỉ mình ngươi có ý nghĩ tệ nhũng chứ không còn ai. Giả lão lục tức giận quát hỏi, gã tiểu tử kia, mi thoá mà ai đó. Thôi ngốc tử cũng tức giận đáp, ta mắng ngươi thì ngươi làm gì? Giả lão lục nói, ta đã nhịn nhiều rồi, nhưng mi chửi mẹ ta thì ta không ẩn nhẫn được nữa. Xoạt một tiếng, hắn rút cương đao ra trò vào mặt họ thôi, quát, thôi ngốc tử, mi ra ngoài kia để tị đấy với ta. Thôi ngốc tử từ từ rút đao ra đáp, đây là ngươi gây sự, bức bách ta phải ứng chiến. Quan phu tử, quan huynh cũng nghe rõ rồi chứ. Quan An Cơ nói, anh em không nên vì vụ này mà xảy ra cuộc động thù. Thôi huynh để quyền đệ thoá mà cậu em ta là không phải. Thôi ngốc tử nói, tại hà cũng biết trước là quan phu tử sẽ chốt phần không phải lên đầu tại hà. Bây giờ phu tử chưa làm hương chủ mà còn thế, khi làm hương chủ rồi thì chưa biết bên nhau tới đâu nữa. Quan An cơ nổi giận nói, người chửi con mẹ tiểu cửu tử của ta thì còn coi ta ra gì? Chẳng lẽ người chửi ông chửi cha người ta là phải ư? Mọi người không nhịn được lại cười ầm lên. Đại đường rất náo loạn giả lão lục thấy tỷ phu can thiệp, hắn càng lên nước toan sồng sộc ra sân tỷ võ, nhưng có người nắm lại khuyên giải, giả lão lục, nếu lão huynh muốn cho tỷ phu lên làm hương chủ thì không nên gây xích mích với nhiều người, mà cần phải nhượng bộ. Thôi ngốc tử cha đao và võ nói, không phải ta sợ ngươi, nhưng ta coi nghĩa khí là trọng. Dù sao quan phu tử lên làm hương chủ, thôi mổ vẫn không tán thành. Quan phu tử dù tính tình nóng này nhưng còn có thể chịu đựng được, chư giả lão lục thì không thể nào chịu nổi. Đúng là, Diêm Vương còn khá, tiểu quỷ mới thật là khó chịu. Ai giỏi võ lên làm hương chủ vi tiểu bảo đứng bên nghe mỗi người nói một câu. Cuộc tranh chấp kéo dài hồi lâu mà vẫn chưa chấm dứt. Có người lớn tiếng thoá mả, có kẻ muốn động thủ đánh nhau. Gã lấy làm thích thú trước cảnh loạn xa ngâu này. Ban đầu vi tiểu bảo còn sợ bọn này là thuộc hạ của ngao bái. Họ sẽ giết gã làm lễ tế điện sau gã thấy toàn là những người thù hận ngao bái đến cùng cực thì trong lòng thành thơi chẳng khác gì người được cất gánh nặng. Có điều gã lại nghe người nào cũng lên tiếng nói những gì phản thanh phục minh thì gã lại hoang mang nghĩ bụng, bọn chúng chỉ biết mình là một tên tiểu thái giám ở thanh cung thì dù mình có trăm miệng cũng khôn bề biện bạch, chẳng khi nào họ chịu tin lời. Chắc là sau khi lựa chọn xong người làm hương chủ, việc đầu tiên là họ hạ sát mình. Cái đó há chẳng phải là một hành động phản thanh phục minh rồi gã lẩm bẩm hiện giờ nhà thanh ngoài mình ra còn ai nữa đâu và lại mình ở đây nghe hết chuyện bí mật của họ thì dù họ chẳng giết đi để bịt miệng tất cũng đem ra mình một chỗ vĩnh viễn không được siêu sinh chi bằng mình tính bài chuồn đi là diệu kế hơn hết gã từ từ cất bước lui dần đến bên cửa chỉ mong tình thế rối loạn hơn chút nữa là trốn ra ngoài bỗng nghe một người nói việc rút thăm rất là huyền hoặc nó còn giống như trò con nít theo tiền kiến của tại hà thì nên mời lý đại ca cùng quan phu tử dùng võ công để quyết định thắng bại tỷ võ bằng quyền cước cũng được bằng binh khí cũng được hai bên cứ điểm tới là thôi không được đả thương đối phương toàn thể anh em đứng ngoài theo dõi ai được ai thua sẽ bày ra đấy chẳng có điều gì đáng dị nghị nữa giả lão lục là người đầu tiên tán thành đề nghị này hắn lớn tiếng phải lắm cư tị võ phân thắng bại là công bằng hơn hết nếu Lý Đại Ca thắng, giả lão lục này cũng xin hết mình ủng hộ Lý Đại Ca lên làm hương chủ. Giả lão lục nói câu này, vì tiểu bảo đã nghi ngay, thằng cha này tán thành cuộc tỷ võ để quyết định ngôi hương chủ thì nhất định võ công của tỷ phu hắn an đất Lý Đại Ca rồi, còn phải tỷ thí làm chi nữa. Đến vì tiểu bảo còn nghĩ thế, huống chi người khác. Phe ủng hộ Lý Đại Ca liền tới tấp phản đối, mỗi người nói một câu người thì bảo làm hương chủ cần người hết lòng hết giả với anh em toàn đường võ công giỏi hay kém không phải là điều quan hệ kẻ thì nói nếu tỷ võ để quyết định lựa người làm hương chủ mà trong anh em bản đường lại có người võ công còn thắng được quan phu tử thì cũng để người đó lên làm hương chủ hay sao người khác nói như vậy không phải là chuyện suy cử người lên làm hương chủ mà là một cuộc đả lôi đài vậy quan phu tử mở lôi đài để anh hùng hào hán trong thiên hạ đến đả lôi đài hay hơn Người khác nói tiếp giả tĩ tên gian tặc ngao bái chưa chết, võ công của quan phu tử chưa chắc đã hạ được hắn. Sau khi đã lôi đài chẳng lẽ cũng mời hắn lên làm hương chủ của chúng ta. Quần hào nghe nói câu này không nhịn được đều cười ồ cả lên. Đang lúc cãi nhau loạn xạ, bỗng có người lạnh lùng lớn tiếng, doãn hương chủ hỡi doãn hương chủ. Trước vong linh hương chủ, bao nhiêu lời thề nguyện họ đặt xuống đít hết rồi. Vì tiểu bảo nhận ra người này là kỳ lão tam, một nhân vật chuyên dùng những tiếng mĩa mai để lung lạc anh em. Quần hào nghe kỳ lão tam nói vậy liền yên tĩnh trở lại. Kế đó mấy người đồng thanh hỏi, kỳ lão tam, lão nói vậy là có ý gì? Kỳ lão tam cười lạt đáp, hư, ngày trước kỳ mổ lại trước bàn thờ Doãn Hương Chủ đã chích huyết đầu ngón tay lập lời trọng thệ quyết ý báo thù cho Doãn Hương Chủ và đã tuyên ngôn. Anh em nào giết được ngao bái trả thù cho Doãn Hương Chủ là kỳ mổ lập tức thở y làm Hương Chủ bàn đường dốc giả trung thành, quyết chẳng vi bội. Kỳ mổ đã nói câu ấy thì mổ phải giữ lấy lời, quyết chẳng đặt xuống đít ngồi. Trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ, không một tiếng động. Nguyên hết thầy mọi người đều đã tuyên bố câu đó. Sau một lúc, giả lão lục không nhẫn nại được, lên tiếng kỳ tam ca, lời tam ca quả nhiên rất đúng. Hết thầy anh em đều tuyên bố câu này, trong đó có cả giả lão lục hắn ngừng lại một chút rồi tiếc ai đã nói câu nào là phải nhớ chứ không thể hồ đồ được. Nhưng, nhưng, Tam Ca đã biết đó và cả mọi người cùng biết, kẻ giết chết ngao bái lại là, lại là, hắn quay lại lại kiếm vi tiểu bảo, đột nhiên thấy gã đã chân trong cửa chân ngoài cửa toan bài trốn chạy. Hắn vội hô lên bắt lấy gã, đừng để gã chạy thoát. Vì tiểu bảo toan co giò chạy đi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã có 9,7 người nhảy sổ đến mười mấy bàn tay đồng thời túm lấy gã lôi trở lại hồi hai mươi chín vì tiểu bảo chơi khăm đại hán vì tiểu bảo lớn tiếng la dùng ô hay lũ con rùa phường chó đẻ các ngươi định làm gì lão ra gã nắm chắc phen này chẳng thể nào sống được nên chửi cho sướng miệng trong đám đông một người ăn mặc khăn đóng áo dài ra kiểu nho sinh chạy lại nói tiểu huynh đệ đừng chửi bới nữa vì tiểu bảo nhận đọc thanh âm liền hỏi phải chăng ngươi là kỳ lão tam người đó chính là kỳ lão tam tên gọi kỳ biêu thanh ngạc nhiên hỏi, sao tiểu huynh đệ biết ta, vì tiểu bảo đác ta nhận biết mẹ ngươi, kỳ biêu thanh tính nết đã gàn, không hiểu đó là câu chửi, hắn lấy làm kỳ hỏi, sao tiểu huynh đệ lại quen má ta, vì tiểu bảo đác ta với mẹ ngươi quen nhau từ lâu rồi, mũ rất diêm rúa. Mọi người đều nổi lên chàng cười ha hà nói, tên tiểu thái giám này miệng trơn như bôi mỡ kỳ biêu thanh đỏ mặt lên nói, giỡn hoài rồi hắn nghiêm trang hỏi, vì lẽ gì tiểu huynh đệ lại hạ sát ngao bái, vì tiểu bảo chợt động tâm linh, gã lớn tiếng quân gian tặc ngao bái làm biết bao nhiêu điều tệ hại. Hắn giết chết người ha chúng ta biết bao nhiêu anh hùng hảo hán, vì tiểu bảo lão gia thề cùng hắn chẳng đội trời chung. Lão gia là một người hiên ngang mà bị hắn bắt đem vào thanh cung cho làm thái giám. Lão gia hận mình không bầm nát hắn như tương được để quảng xác ra ngoài đường cho diều tha qua mồ gã biết rằng càng lên giọng khẳng khái bao nhiêu càng có hy vọng toàn mạc bấy nhiêu quần hào trong nhà đại sánh ngơ ngác nhìn nhau ai cũng lấy làm kinh dị kỳ biêu thanh lại hỏi tiểu huynh đệ làm thái giám được bao lâu vì tiểu bảo đác cái gì mà bao lâu nửa năm còn chưa tới ta là người ở dương châu bị chúng bắt đưa vào bắc kinh chém cha con mẹ thằng ngao bái nó chết rồi còn muốn đem phơi thây trên núi đao hay bỏ vào vạc dầu hoặc đóng đinh vào xác hoặc dùi từng khớp xương cũng chưa hả giận. Một thiếu phụ trung niên nói, y đúng là người Dương Châu rồi. Mụ nói rõ khẩu âm Dương Châu, vì tiểu bảo liền bắt chuyện, thầm thầm ơi, chúng ta là người Dương Châu, bị quân chó má mãn châu tàn sát một cách cực kỳ thê thảm. Chúng hạ độc thủ sát nhân 10 ngày liên tiếp, sớm tối không ngừng. Nhưng nhưng của gia gia tại hạ, bà lớn, bà nhỏ, bà ba, bà tư, chẳng một ai là thoát chết về tay quân thát đát. Bọn quỷ sứ Màn Châu giết từ cửa Đông cho tới cửa Tây, từ cửa Nam cho tới cửa Bắc, và đều do tên gian tặc Ngao Bái hạ lệnh. Tại hạ, với Ngao Bái có mối thù truyền kiếp, thề chẳng đội trời chung. Gã nhớ tới câu chuyện được nghe người ta nói về vụ tàn sát 10 ngày ở Dương Châu nên càng nói nhiều người nghe càng cho là sự thực. Quần hào nghe gã nói đều bùi ngùi, gật đầu lia lia. Quan An Cơ nói, thế không trách được, không trách được. Vì tiểu bảo lại nói, chẳng những ra gia cùng nhưng nhưng ta bị hạ sát. Cả đến nội tổ ta cũng bị ngao bái giết chết. Kỳ Biêu Thanh nói, thật là đáng thương, thật là đáng thương. Thôi ngốc tử hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Vì tiểu bảo đáp, ta 13, 14 tuổi. Thôi ngốc tử lại hỏi, vụ tàn sát ở Dương Châu đến nay đã ngoài hai chục năm. Sao ngươi biết ông cha ngươi bị ngao bái tàn sát? vì tiểu bảo biết là gã hỏi vặn, nhưng đã lỡ nói dối thì phải bịa thêm. Gã đáp sao ta lại biết ư, khi đó ta chưa ra đời, ta em mã kể lại. Thôi ngốc tử cười nói, nếu vậy khi đó ngươi chưa có ở trong bào thai, thế là không được rồi. Kỳ biêu thanh gạt đi, tiểu huynh đệ chỉ nói là ra ra y bị ngao bái giết chết. Không kể đến vụ tàn sát 10 ngày ở Dương Châu, mà từ ngày ngao bái làm quan đến giờ, có năm nào hắn chẳng giết người. TGT đã, phải rồi, phải rồi, giả lão lục bỗng lên tiếng, tiểu, tiểu bộc bằng hữu ngào bái giết chết bao nhiêu anh hùng hảo hán thì liên can gì đến tiểu bằng hữu Vì tiểu bảo cãi, sao lại không liên can đến ta? Ta có một người bạn tốt cũng bị ngao bái bắt vào thanh cung và bị giết chết rồi. Ta cùng ông bạn ấy bị bắt cùng một chuyến. Mọi người đồng thanh hỏi, ai ấy, ai ấy, vì tiểu bảo đáp y là một nhân vật có danh vọng lớn trên giang hồ tên hiệu là Mao Thập Bát. Mười mấy người đều ồ lên một tiếng, giả lão lục hỏi Mao Thập Bát là bạn của tiểu bằng hữu ư, y chưa chết đâu, vì tiểu bảo làm bộ sừng sốt hỏi y chưa chết ư, nếu vậy thì hay biết chừng nào, xin, xin ông bạn mời y ra đây, ta muốn gặp y, quan an cơ nói hay lắm, tiểu bằng hữu đây là bạn hay thù, việc này quan hệ rất lớn, lão lục, người dẫn mấy vị huynh đài đi mời Mao Thập Bát ra đây để y nhận diện. Giả lão lục đáp, xin vâng, rồi hắn chờ gót ra khỏi sảnh đường. Kỳ biêu thanh kéo ghế lại mời vi tiểu bảo, tiểu huynh đệ, mời tiểu huynh đệ hãy ngồi chơi. Vi tiểu bảo không khiêm tốn gì nữa, ngồi ý ngay xuống chế. Tiếp theo có người đem lại cho gã một đĩa bánh và một chung trà. Vi tiểu bảo đang đói như cào ruột, cầm lấy ăn hết ngay. Bọn quan an cơ, kỳ biêu thanh lại sai người đi kêu lý đại ca tức lý lực thê đến tiếp chuyện vi tiểu bảo. Tuy mọi người ăn nói rất lịch sự mà thực ra muốn hỏi gã về lai lịch cũng như về những chuyện tao ngộ. Vì tiểu bảo cũng không giấu giếm, thỉnh thoảng chỉ khoác lác mấy câu hay chửi bới ngao bái vài điều, còn kể thực hết. Gã đem mọi việc đã giúp vua Khang Hy bắt ngao bái như thế nào nhất nhất thuật lại, chỉ giấu nhẹm đoạn hài lão công dạy võ cho gã, và vụ vua Khang Hy thân hành cầm dao động thù là không nhắc tới bọn cáp đã được nghe nói ngao bái bị tiếu hoàng đế và bọn tiểu thái giám cần nã. Mấy giờ mấy người nghe vi tiểu bảo thuật chuyện sự việc xảy ra càng thêm sống động và hầu hết là đúng sự thực. Quan An Cơ thở dài nói, ngao bái tự xưng là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu không những bị mà bị ông bạn giết chết, mà đã bị ông bạn bắt sống từ trước. Như vậy thật là số trời đã an bài, chuyện trò trong vòng nửa giờ, bọn quan An Cơ, Lý Lực Thế, Kỳ Biêu Thanh đều là những tay lão luyện giang hồ rất giàu lịch duyệt. Tuy biết rằng vi tiểu bảo nói năng có chỗ phóng đại, song những chi tiết thật là rành mạch, chẳng có chút hàm hồ. Bỗng nghe tiếng bước chân người vang rồi, cánh cửa sảnh đường mở ra, hai đại hán khiêng một cái cáng đi vào, giả lão lục theo sau cáng lên tiếng tỷ phi, mau thập bát đại ca đã mời đến đây, vi tiểu bảo nhảy trồm lên coi, thấy mếp nằm trên cáng, hai má gầy phơi xương, cặp mắt trùng xuống. Dùng mạo cực kỳ tiều tùy gã hỏi ngay, đại ca, đại ca mắc bệnh đấy ư? Mao thập bát thấy giả lão lục đến triệu đã tưởng thanh mộc đường trong thiên địa hội có chuyện gì trọng đại mời đến thương nghị. Bây giờ hắn thấy vi tiểu bảo một cách đột ngột thì mừng quýnh lên, la gọi, tiểu bảo, ngươi, ngươi cũng trốn ra được ư? Ta, lúc nào cũng nhớ ngươi hoài, chỉ mong cho thương thế mau khỏi là trở lại thanh công để cứu ngươi ra. Mao thập bát vừa nói mấy câu này, trong lòng mọi người còn chút hoài nghi nào đều chút bỏ hết. Quần hào tin ngay những lời vi tiểu bảo hoàn toàn đúng sự thật. Gã quả nhiên là bạn của Mao Thập Bát và hai người đã bị bắt vào thanh cung. Mao Thập Bát tuy không phải là người trong thiên địa hội, song đã nổi tiếng trên chốn giang hồ đã nói một là một, hai là hai. Mấy năm gần đây lại bị triều đình mãn thanh họa hình thông chi các nơi ra lệnh tầm nã. Vì tiểu bảo đã là bạn của hắn dĩ nhiên không phải là thái giám thật sự của thanh triều. Hơn nữa Mao Thập Bát lúc thốt ra lời hoàn toàn bộc lộ chân tình. Hiển nhiên gã có mối giao tình rất thân với ý thằng nhỏ này. Vì tiểu bảo hỏi, Mao Đại ca, Đại, Đại ca bị thương hay sao? Mao Thập Bát thở dài đáp, hỡi ơi, đêm hôm ấy ta ở Thanh Cung trốn ra vừa đến cửa cung thì gặp bọn thị về. Một mình ta phải địch vi ới năm tên, ta giết được hai tên trong bọn chúng, nhưng mình cũng bị chém chúng hai đao, phải liều mạng mới trốn được ra khỏi cửa cung hắn ngừng lại một lát rồi tiếp bọn thị vệ trong cung lại rượt theo đáng lý ta không chỗ ói thoát được may nhờ bạn hữu trong thiên địa hội đến cứu viên ta mới được toàn mạng hắn lại hỏi ngươi ngươi cũng được quý vị bằng hữu ở thiên địa hội cứu thoát phải không bọn quan an cơ liền lộ vẽ thẹn thùng vì cảm thấy vụ này thực ra bọn họ không làm được tốt đẹp gì mấy ngờ đâu vi tiểu bảo liền đáp ngay đúng thế Lão thái giám kia bức bách tiểu đệ phải là một tên tiểu thái giám cho tới bữa nay mới có cơ hội trốn thoát. May nhờ gặp được các vị, các vị đại gia ở thiên địa hội kéo đến, tiểu đệ mới được thoát nạn. Quấn Hào trong thiên địa hội ngấm ngầm thở phào một cái. Họ cũng biết Vi tiểu bảo nói vậy là để bảo toàn thể diện cho họ. Lòng họ đâm ra ngấm ngầm cảm kích, giả lão Lục mời mau thập bát và Vi tiểu bảo vào phòng nghỉ ngơi. Quần hào trong thanh mục đường ở lại nhà đại sảnh để tiếp tục thương nghị đại sự. Mao thập bát thương thế cực kỳ trầm trọng, tuy hắn đã điều dưỡng nửa năm mà thân thể hãy còn rất yếu ớt. Vừa rồi lúc người ta khiêng hắn đi đường, hắn bị hơi sốc cũng làm đụng đến vết thương đau đớn vô cùng. Lúc này tinh thần hắn cực kỳ mỏi mệt, muốn nói chuyện nhiều với Vi tiểu bảo mà đành bất lực. Vi tiểu bảo nghĩ thầm, bất luận vụ này kết quả đi đến đâu, có điều ta chắc chắn họ không giết mình là được rồi. Gã cảm thấy trong lòng cởi mở, nằm co trên chiếc ghế thái sư một lúc rồi ngủ đi hồi nào không hay. Vì tiểu bảo ngủ đến nửa đêm mới thức giấc thì thấy có người ôm gã đặt lên giường và đáp chăn cho gã hẳn hoi. Sáng sớm hôm sau, một tên hán tử bưng nước vào cho gã rửa mặt và một tên mang nước trà cùng một bát canh thịt lớn đến. Vì tiểu bảo tự ngủ, họ đối đãi với ta ngày càng tử tế hiển nhiên họ đã xem ta như một vị lão gia. Nhưng gã lại thấy hai hán tử khác đứng ngoài cửa phòng và ở bên cửa sổ cũng có hai tên giả vờ đi đi lại lại như không có chuyện gì mà hiển nhiên là để coi chừng gã, sợ gã bỏ trốn mất. Vì tiểu bảo lại hồi hộp trong lòng nghĩ bụng nếu họ coi ta là quý khách, sao còn phái bốn tên hán tử đến đây canh gác. Gã gá bỗng nỗi lòng trẻ thơ, lẩm bẩm hư, bọn chúng muốn canh giữ vi tiểu bảo này nhưng e rằng không phải chuyện dễ dàng đã thế lão gia phải chuồn ra ngoài chơi cho bốn tên ngu xuẩn này trơ mắt ếch choi. Gã ngó lại tình thế một lượt rồi nghĩ ra một kế, vươn tay đẩy mạnh cái cửa sổ mé đông. Tiếng cánh cửa kẹt mở vang lên, bốn tên đại hán liền nhìn về phía đó, vì tiểu bảo dẫn dụ cho bọn chúng chú ý về một ngả rồi dùng sức mạnh mở cửa ra vào. Đoạn gã chui tuột vào gầm giường, bốn tên hán tử nghe tiếng kẹt cửa vội quay đầu nhìn lại thì thấy hai cánh cửa đã mở toang còn đang lung lay bọn chúng tâm thần dao động, giật minh kinh hải. Nguyên bốn tên này quả nhiên đã văng manh đến đây giám thị vi tiểu bảo. Bồn chúng thấy cửa phòng đột nhiên mở rộng thì ý nghĩ đầu tiên là gã đã bỏ trốn rồi. Cả bốn tên cùng la thất thanh, trời ơi, hỏng bét, bọn chúng xông cả vào phòng thì chỉ thấy mau thập bát nằm trên giường đang ngủ say. Còn vi tiểu bảo quả nhiên không thấy đâu, chẳng biết gã đi đang nào. Một người lớn tiếng hô, thằng lỏi đó chưa thể trốn đi xa được. Vậy các vị chi đường rượt theo bắt lại. Ta lên báo cáo cho thượng cấp. Ba tên kia, dạ, một tiếng rồi xông ra khỏi phòng. Hai tên nhảy lên nóc nhà ngoảnh nhìn bốn phía. Vì tiểu bảo hắn giọng một tiếng rồi từ dưới gầm giường chui ra, gã đàng hoàng đi lên nhà đại sảnh. Có tiếng đẩy cửa mở ra, quan an cơ và lý lực thế đang ngồi với nhau. Bỗng một tên đại hán vâng mệnh giám thị vi tiểu bảo hốt hoảng chạy vào vừa thờ vừa nói, gã tiểu tử đó, đột nhiên trốn mất, không hiểu, đi về ngả nào. Hắn chưa dứt lời bỗng thấy Vi Tiểu Bảo xuất hiện đột ngột liền ủa, một tiếng. Hai mắt trợn ngược, miệng há hốc ra không biết nói sao. Vi Tiểu Bảo vươn vai nói, "Lý đại ca, quan phu tử, tại hạ có lời thỉnh an." Quan An Cơ và Lý Lực Thế đưa mắt nhìn nhau rồi bảo đại hán kia, "Cút đi, thật đồ vô dụng." Rồi quay lại nhìn Vi Tiểu Bảo cười nói, "Mời tiểu huynh đệ ngồi chơi. Đêm qua tiểu huynh đệ ngủ ngon chứ?" Vì tiểu bảo cười hì hì ngồi xuống rồi đáp tại hạ ngủ ngon lắm. Cánh cửa sổ nhà đại sảnh lại mở ra. Hai tên đại hán xông vào. Một tên la lên quan phu tử. Gã tiểu tử kia không hiểu trốn đi đâu. Gã chưa dứt lời chợt ngó thấy vi tiểu bảo ngồi đó giật mình. Miệng ấp úng. Ô hay. Y, y, vi tiểu bảo không nhịn được cười ha hà nói. Bốn đại hán như các ngươi thật là đồ vô dụng. Cả việc coi một thằng nhỏ cũng không xong nếu ta định trốn thì đã bỏ đi từ lâu rồi. Lại một tên ngơ ngác hỏi, làm sao ông bạn, ra ngoài được. Tại hạ chỉ thấy mắt hoa lên một cái rồi bóng người mất biến. Ông bạn đã trốn thoát rồi. Vì tiểu bảo cười đáp ta có phép tàng hình. Phép thuật này không thể truyền thụ cho ngươi được. Quan An Cơ nhìn đại hán kia trao mày xua tay nói, xuống đi. Đại hán ngây ngô hỏi lại, ông bạn có phép tàng hình thật ư? Thảo nào, thảo nào. Rồi gã lui ra. Lý Lực Thế nói, tiểu huynh đệ hãy còn nhỏ tuổi mà thông minh cơ cảnh hơn đời, thật khiến cho người ta phải kính phục. Bỗng nghe tiếng vó ngựa văng vẳng từ đàng xa vọng lại. Hiển nhiên một đoàn người ngựa đang chạy tới nơi, quan an cơ và Lý Lực Thế đều đứng lên. Lý Lực Thế khẽ hỏi, có phải quan binh của bọn thát đát không? Quan an cơ gật đầu, đua ngón tay lên miệng thổi ba tiếng pho pho. Rồi hắn hô lớn, anh em hãy chuẩn bị, giả lão lục hộ vệ mau ra đại đội binh tới nơi không nên tiếp chiến cứ chiếu theo biện pháp trước chia đi các ngả mà rút lui bốn năm hán tử vâng dạ rồi đem hiệu lệnh truyền ngoài mọi người đều đứng lên chuẩn bị rút lui quan an cơ lại bảo vi tiểu bảo tiểu huynh đệ huynh đệ hãy đi theo ta bỗng có người xông vào lớn tiếng hô tổng đà chủ giá lâm quan an cơ và lý lực thế đồng thanh hỏi sao tổng đà chủ thống lãng đường chủ năm đường cởi ngựa tới đây quan lý hai người cả mừng đồng thanh hỏi sao ngươi biết người kia đã thuộc hạ gặp các vị ở dọc đường chính tổng đà chủ đã sai thuộc hạ về báo tin trước quan an cơ thấy gã chạy bờ hơi tay ra chiều rất mệt nhọc liến gật đầu nói được rồi ngươi đi nghĩ đi y lại kêu người đến dặn không phải bọn quan binh thát đát mà là tổng đà chủ giá lâm tin này vừa loan ra tiếng hoan hô vang dậy một góc trời quan an cơ nắm tay vi tiểu bảo nói tiểu huynh đệ tổng đà chủ của bản đà giá lâm, chúng ta hãy ra ngoài nghênh tiếp. Vì tiểu bảo liền theo bọn quan an cơ, lý lực thế và quần hào ra ngoài cửa lớn. Gã thấy hai ba trăm người sắp hàng hai bên mà người nào vẽ mặt cũng vui tươi, phấn khơi. Lát sau, hai đại hán khiêng cáng đưa mau thập bát ra. Lý lực thế nói, mau huynh, mau huynh là tân khách, bất tất phải giữ lễ. Mao thập bát đã tại hạ ngưỡng mộ đại danh của Trần Tổng Đà Chủ từ lâu khác nào sấm nổ bên tai bữa nay được bái kiến lão nhân ra thì dù có chết cũng khỏi uống một đời. Giọng nói thều thào tỏ ra vẫn không đủ khí lực, nhưng mặt hắn thoáng lộ màu hồng, tỏ ra rất cao hứng. Tiếng vo ngựa mỗi lúc một gần, cát bụi tung bay, mười người kỵ mã chạy tới nơi. Ba người đi trước chưa đến gần đã tung mình xuống ngựa. Bọn lý lực thế tiến ra đón tiếp cầm tay ba người nói chuyện ra vẽ rất thân thi hết vì tiểu bảo nghe một trong ba người nói tổng đà chủ đang chờ ở phía trước mời lý đại ca quan phu tử cùng mấy vị ra ngoài đó mấy người đứng thương lượng vài câu rồi lý lực thế quan an cơ kỳ biêu thanh thôi mốc tử lên ngựa cùng những người mới đến rong ruỗi như bay mao thập bát ra chiều thất vọng hỏi trần tổng đà chủ không đến ư hắn hỏi câu này không ai trả lời tỏ ra mọi người chưa nhìn thấy tổng đà chủ và cũng đều thất vọng sau một lúc lâu một người kỵ mã chạy đến truyền lệnh và điểm danh 13 người bảo họ đến ra mắt Tổng Đa mười 13 người kia cả mừng phi thân lên ngựa chạy đi. Vì tiểu bảo hỏi Mao Thập Bát, Mao Đại Ca, Trần Tổng Đà Chủ giá lâm rồi phải không? Mao Thập Bát ngập ngừng đáp ta, cũng chưa gặp qua. Mọi người trên trốn giang hồ đều đem lòng ngưỡng mộ Trần Tổng Đà Chủ và muốn được bái kiến, lão nhân ra, nhưng đó là một điều rất khó khăn. Vì tiểu bảo cười khẩy một tiếng, bụng bảo dạ hư. Còn mẹ nó, có phải là của hiếm trên đời đâu mà khệnh khạng thế? Lão gia chẳng thèm ra mắt nữa. Quần hào thấy tình trạng này cũng cho là tổng đà chủ không vào. Nhưng họ vẫn ôm một chút hy vọng, cứ đứng ngoài cửa lớn chờ đợi. Có người đứng lâu mỏi cẳng liền ngồi xuống đất. Có người khuyên mau thập bát mau ra, mau ra hãy vào nhà nghĩ đi. Khi tệ tổng đà chủ tới nơi, chúng tôi sẽ vào mời mau ra đến ra mắt. Mau thập bát lắc đầu đáp không tại hạ cứ chờ ở đây đại giá của trần tổng đà chủ quang lâm mà tại hạ không đón chờ ở ngoài cổng là là thất kính hỡi ôi không hiểu mao thập bát kiếp này còn có phúc phận được thấy mặt lão nhân ra một lần nào chăng vì tiểu bảo theo mao thập bát từ dương châu đến bắc kinh gã đã từng nghe khi hắn đề cập đến những nhân vật có danh vọng trong võ lâm mà vẫn không coi vào đâu bây giờ đối với trần tổng đà chủ thì lại ra chiều kính trọng phi thường thật là một chuyện chưa từng có đối với Mao Thập Bát. Bất giác gã cũng bị cảm nhiễm sinh lòng kính trọng Trần Tổng Đà Chủ, không dám mắng thầm nữa. Bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên, lại một người kỵ mã đến nơi, những người đang ngồi dưới đất vội đứng lên hết, ai cũng nghền cổ giòm ngó, mong được Tổng Đà Chủ gọi ra tương hội. Quả nhiên người chạy ngựa đến nơi là nhân vật đứng đầu bốn tên sứ giả gã xuống ngựa chắp tay nói, Trần Tổng Đà Chủ mời Mao Thập Bát ra và Vi Tiểu Bảo ra ra ngoài kia tương hội. Mao Thập Bát cất tiếng hoan hô, ngồi trên cáng nhảy trồm lên. Nhưng rồi hắn la lớn, úi theo, đoạn té xuống cáng, hắn thúc giục đi lẹ lên, đi lẹ lên, Vi Tiểu Bảo cũng cực kỳ cao hứng, bụng bảo giả, ở thành công lão gia đã được người ta kêu bằng công công nhiều rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên được người kêu bằng vi tiểu bảo ra. Ha ha! vì tiểu bảo này đã thành một vị lão gia rồi. Hai tên sứ giả ngồi trên lưng ngựa đón lấy đòn cáng rồi hai ngựa đi song song tiến về phía trước. Còn tên sứ giả đi giữa nhường ngựa cho vi tiểu bảo cưỡi, rồi gã kiếm con ngựa khác cưỡi theo sau. Sáu người theo đường lớn mà đi, đi được chừng được ba dặm lại rẽ vào đường nhỏ mé hữu tiếp tục thượng lộ. Dọc đường rãi rác những hán tử ba người một tốp hay hai người một tốp hoặc ngồi hoặc đi đề tuần phòng canh dừa tên thủ lãnh bọn sứ giả chìa ba ngón tay là ngón giữa, ngón vô danh và ngón út trỏ xuống đất. Hai tên canh gác gật đầu rồi cũng đưa tay làm ám hiệu. Vì tiểu bảo thấy bọn người này ra ám hiệu mỗi chỗ mỗi khác chớ không giống nhau, gã không hiểu bọn họ có dụng ý gì. Đoàn người lại đi chừng 12, 13 dặm thì đến trước mặt một tòa trang viên. Năm người xuống xuống ngựa rồi tên thủ lãnh sứ giả lại ra hiệu với hán tử đứng ở ngoài trang hồi 30 vi tiểu bảo vào thiên địa hội, đại hán đứng ngoài cửa vừa thấy mau thập bát và vi tiểu bảo tới nơi liền lớn tiếng hô, quý khách giá lâm, lập tức cánh cửa mở rộng, lý lực thế. Quan An Cơ và hai đại hán mà vi tiểu bảo chưa từng quen mặt từ trong nhà bước ra khoanh tay mỉm cười, cất tiếng chào, mau ra cùng vi ra hai vị quang lâm, tệ tổng đà chủ xin mời vào. Vi tiểu bảo nức lòng hởi dạ nghĩ thầm, hai tiếng vi ra, coi chừng từ nay sẽ thành danh hiệu của mình mao thập bát gắng gượng ngồi dậy đáp lễ nói thân hình tại hạ thế này mà dám ra mắt tổng đà chủ thì thật là ôi chao hắn rên la một tiếng rồi té xuống cáng lý lực thế vội nói trong mình mao gia còn mang thương tích bất tất phải đa lễ y nói rồi đứng tránh sang một bên nhường lối cho hai hán tử khiêng cáng mao thập bát đi vào một đại hán nói với vi tiểu bảo mời vi gia hãy ngồi chơi sơi nước để mao gia vào trước có chuyện riêng với tổng đà chủ vì tiểu bảo đành ngồi xuống, gã vừa nhấp chung trà thì thấy một tên gia nhân bưng bốn đĩa điểm tâm kính cẩn đi vào. Gã liền bốc lấy một miếng bánh bỏ vào miệng nhai nghiến nấu rồi trao mày lầm bầm, thứ bánh này so với bánh trong hoàng cung hãy còn kém xa. Vì thế gã ngấm ngầm có coi thường tổng đà chủ, tuy nhiên bụng gã đói meo nên dù bánh không ngon lắm gã cũng ăn gần hết cả bốn đĩa bụng sau một lúc lâu, bọn lý lực thế bốn người lại bước ra. Một vị có chòm giấc đốm bạc lên tiếng, tổng đà chủ mời Vi ra vào chơi. Vi Tiểu Bảo nuốt vội miếng bánh đang nhai nhồm nhòm rồi đưa tay áo lên lau miệng. Đoạn gã theo chân bốn người vào nhà trong, đến trước cửa phòng, người có chòm dâu bạc hô lên. Tiểu Bạch Long Vi Tiểu Bảo ra đã đến đó, Vi Tiểu Bảo nghe gọi mình bằng ngoại hiệu Tiểu Bạch Long thì không khỏi sừng sốt, nhưng trong lòng khoan khoái, nghĩ thầm, ồ, hắn cũng biết đến ngoại hiệu lừng danh của ta đây chắc là Mao đại ca đã giới thiệu với họ, người có tròm dâu đốm bạc vừa hô vừa đưa tay vén rèm. Vì tiểu bảo ngó vào trong thấy một vị đứng tuổi ăn mặc theo kiểu nho sinh rời khỏi ghế ngồi, đứng dậy tươi cười nói, mời vi ra vào đây. Vì tiểu bảo khoa chân bước vào, quan an cơ liền giới thiệu đây là tổng đà chủ của bản hội. Vì tiểu bảo bất giác đưa mắt ngắm nghĩa văn sĩ trung niên thì thấy y tuy thân hình bé nhỏ, nhưng tướng mạo hiền lương cặp mắt chiếu ra những tia hào quang sáng rực soi thẳng về phía gã, khiến gã khiếp sợ. Hai chân gã nhũn ra quỳ mọp ngay xuống, văn sĩ trung niên vội cúi xuống nâng gã dậy mỉm cười nói, tiểu huynh đệ không nên dùng đại lễ như vậy. Hai cánh tay vi tiểu bảo bị đối phương đón lấy khiến gã cảm thấy dường như có luồng nhiệt khí chút vào, không sao lại xuống được. Tổng đà chủ tức văn sĩ trung niên lại cười nói, tiểu huynh đệ đã giết ngao bái, tên dũng sĩ đệ nhất ở Mãn Châu để rửa hận cho bao nhiêu đồng bào người Hán chúng ta bị hắn tàn sát. Vụ này chỉ trong mấy bữa là tiếng tăm đã lan ra khắp thiên hạ. Tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi đã nổi danh như vậy thật là cổ kim hiếm có. Vì tiểu bảo bản tính thích khoe khoang, chưa biết chi là hổ thẹn. Giả tỷ người nào khác xưng tụng gã như vậy thì gã đã huynh hoang khoác lác đủ điều. Song đối với một vị tổng đà chủ vẻ uy nghiêm lộ ra ngoài mặt, gã đâm ra luống cuống nói không nên lời. Tổng đà chúa lại trò về phía Mao thập bát ngồi nhìn vi tiểu bảo mỉm cười hỏi, nghe Mao ra đây thuật lại thì tiểu huynh đệ đã dùng kế giết chết được một tên thủ lãnh bọn thị vệ của Thanh Triều ở trên núi Đắc Thắng gần thành Dương Châu. Tiểu huynh đệ vừa bước chân vào trốn giang hồ đã lập được công trạng to lớn như vậy là chuyện phi thường. Nhưng tại hạ chưa hiểu tiểu huynh đệ đã dùng cách gì để bắt được ngao bái. Vì tiểu bảo vừa ngừng đầu lên, Mắt gã chạm phải mục quang của tổng đà chủ, gã sợ quá thành ra quên sạch những lời khoác lác khoe khoang mà gã đã sắp sẵn trong bụng. Chống ngực đánh thình thình, vì tiểu bảo tự nhiên thuật lại một cách thành thật gã đã được vua Khang Hy sùng ái thế nào và lúc hiệp lực với nhà vua bắt hắn, vì hắn hành động vô lễ, phạm thượng ra sao. Tổng đà chúa chú lắng tay nghe rồi gật đầu nói, té ra là thế. Võ công của tiểu huynh đệ khác hẳn với võ công của Mao huynh bản tòa nhận thấy chiêu số của tiểu huynh đúng là chiêu số của phái thiếu lâm nhưng về nội lực thì lại của phái không đồng không hiểu lệnh tôn sư là ai vì tiểu bảo lè lưỡi ra chiều khâm phục bụng bảo dạ vị tổng đà chủ này thật là lợi hại y mới ngó qua đã hiểu ngay được võ công của mình tổng đà chủ dường như đã đoán ra được ý nghĩ của hắn liền cười nó ập lai lịch về chiêu số nhận ra rất dễ dàng cứ coi thân pháp cùng bộ pháp của tiểu huynh để thì đúng là công phu của phái thiếu lâm còn về nội gia công phu vừa rồi bàn tòa nâng đỡ tiểu huynh đệ nhận ra là nội công của phái không độc nên không khỏi ngạc nhiên vì tiểu bảo tức quá buộc miệng mắng liều hư té ra lão con rùa đó đã dạy lão tại hạ tổng đà chủ không hiểu gã nói ai liền hỏi lão con rùa nào vì tiểu bảo cười ha hà đáp lão con rùa tức là hải lão công chính tên gọi là hải đại phú mao thập bát mao đại ca cùng tại hạ bị lão bắt vào cung gã nói tới đây chợt nhớ ra là không ổn, bụng bảo dạ chết rồi, MLNS vẫn nói mình cùng Mao Thập Bát bị ngao bái bắt được, bây giờ lại khai ra là hải lão công, há chẳng tiền hậu bất nhất. Hay ở chỗ bản lãnh của vi tiểu bảo đã tài nói dối, mà bản lãnh gã lấp liếm cho xuôi cũng không kém cỏi. Gã liền nói tiếp lão con rùa vâng mệnh ngao bái bắt hai anh em tại hạ, vì ngao bái là một vị đại thần không tiện ra mặt hành động. Tổng đà chủ trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Hải Đại Phú, Hải Đại Phú, trong phái không động có ai tên họ như vậy chăng? Tiểu huynh đệ, Hải Đại Phú đã dạy võ công gì cho tiểu huynh đệ? Tiểu huynh đệ thử diễn lại cho ta coi, vì tiểu bảo dù mặt đen mày dày đến đâu cũng tự biết võ công mình kém cỏi liền đáp, lão con rùa đã dạy võ công giả hiểu cho tại hạ. Lão hận tại hạ thấu xương vì đã làm đôi mắt lão, nên lão tìm mọi cách để làm hại tại hạ những công phu lão dạy cho tường không nên phô diễn trước mặt người khác. Tổng đà chủ gật đầu, vẫy tay trái một cái, bọn quan an cơ bốn người liền lui ra khỏi phòng, xoay tay khép cửa lại. Tổng đà chủ hỏi tiểu huynh đệ đã làm đôi mắt lão trong trường hợp nào? Đứng trước tổng đà chủ, một đại anh hùng oai nghiêm, vì tiểu bảo cảm thấy nói dối rất khó khăn và dễ bị lộ tẩy. Gã đành quyết định chủ là nói chủ hết còn dễ chịu hơn đấy là một trường hợp trong đời gã, gã chưa từng gìn giữ như thế bao giờ. Vì tiểu bảo quyết định chú ý rồi liền đem việc dùng độc hại cặp mắt hải lã hình công ra sao, hạ sát tiểu quế tử như thế nào, vì lẽ gì gã phải mạo xưng làm tiểu thái giám thuật lại từ đầu đến cuối. Tổng đà chủ vừa kinh ngạc vừa buồn cười, phất tay trái vào dưới quần vi tiểu bảo, phát giác ra hạ bộ của gã vẫn còn nguyên chứ chưa, tĩnh thân, để làm thái giám. Y khẽ đập tay xuống bàn, tự nói một mình nhất định làm thế có người kế vị doãn huynh đệ rồi và thanh mộc đường có chủ nhân rồi vì tiểu bảo không hiểu tổng đà chủ nói gì có điều gã thấy y nét mặt ra chiều hoan hỉ như người đã giải quyết được vấn đề khó khăn ở trong lòng thì gã cũng vui mừng tổng đà chủ hai tay chắp để sau lưng bước lui bước tới trong phòng tự nói một mình thiên địa hội ta hành động toàn những việc tiền nhân chưa từng làm tới ta đã khai sáng ra muôn việc khiến người nghe phải kinh hãi thì còn kể gì đến chuyện họ bàn tán nữa vì tiểu bảo nghe tổng đà chủ nói thao thao mà chẳng hiểu gì hết đột nhiên tổng đà chủ quay lại nói trong này chỉ có hai chúng ta tiểu huynh đệ đừng e dè gì nữa những môn võ hải đại phú đã dạy cho tiểu huynh đệ bất luận chân hay giả tiểu huynh đệ cứ diễn lại cho ta coi Bây giờ vì tiểu bảo mới hiểu tổng đà chủ ra hiệu cho bọn quan an cơ rút lui là để mình diễn lại võ công cho khỏi hồ thẹn vì võ công kém coi. Gã thấy không còn cách nào từ chối được liền nói, lão con rùa nếu quả đã dạy tại hạ những môn võ đáng tức cười thì xin tổng đà chủ thoá mà y cho đáng đời. Tổng đà chúa mỉm cười đáp tiểu huynh đệ bất tất phải quan tâm, vì tiểu bảo liền bắt đầu biểu diễn môn, đại từ đại bi thiên diệp thủ, mà hải lão công đã truyền thụ cho tổng đà chủ ngưng thần chú theo dõi cuộc biểu diễn từ đầu đến theo vi tiểu bào biểu diễn xong y gật đầu nói ta đã làm phiền tiểu huynh đệ tổng đà chủ ngưng lại một chút rồi hỏi tiếp ngoài môn võ này dường như hải đại phú còn dạy tiểu huynh đệ môn cầm nã thủ của phái thiếu lâm nữa phải không kể ra vi tiểu bào học đại cầm nã thủ đầu tiên nhưng gã tự biết môn công phu này của mình lại càng kém cỏi muốn giấu đi không phô diễn không ngờ tổng đà chủ dường như đã biết hết Gã không sao giấu được đành đáp, lão con rùa có dậy một chút cầm nã thủ để đi đấu với tiểu hoàng đế. Đoạn gã đem môn đại cầm nã thủ ra biểu diễn một lượt. Tổng đà chủ tùm tìm cười nói, đúng rồi, vì tiểu bảo đáp tại hà cũng biết trước không khỏi làm trò cười cho tổng đà chủ. Tổng đà chủ vẫn tươi cười nói, không phải ta cười tiểu huynh đâu, ta cười vì lòng ta vui mừng, ta nhận thấy tiểu huynh đệ có trí nhớ dai lại thông minh hơn người, rất có nhiều triển vọng. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp, về chiêu, bạch mã phiên đồ, hải đại phu cố ý dậy chật nhưng qua chiêu, lý ngư thắc ti, thì tiểu huynh đệ đã thêm vào những chỗ biến hóa, không câu nệ cho thành chiêu chiết. Thế là đưu, l, vì tiểu bảo chợt động tâm cơ nghĩ thầm xem chừng võ công của tổng đà chủ còn cao minh hơn lão con rùa rất nhiều. Nếu y chịu dạy võ cho mình thì có thể thành một vị anh hùng chân chính chứ không phải là anh hùng giả hiệu nữa gã nhếch mắt lên ngó tổng đà chủ thì gặp mục quang của tổng đà chủ cũng đang nhìn thẳng vào mặt gã vì tiểu bảo nguyên là một đứa nhỏ gan lì bướng bỉnh dù đứng trước hoàng thái hậu oai nghiêm đến thế gã cũng dám nhìn thẳng vào mặt nhưng đối với vị tổng đà chủ này gã không dám cản rỡ chút nào mắt gã vừa chạm vào mục quang của tổng đà chủ là lập tức phải thu về ngay tổng đà chủ thùng thẳng hỏi tiểu huynh đệ có biết thiên địa hội ta làm những gì không vì tiểu bảo đáp thiên địa hội chủ trương phản thanh phục minh, giúp đỡ người Hán, giết bọn thát đát. Tổng đà chủ gật đầu hỏi, đúng thế tiểu huynh đệ có nguyện ý gia nhập thiên địa hội khô nguyện vi tiểu bảo cả mừng đáp nếu được gia nhập thiên địa hội thì còn gì hay hơn nữa. Khi trước gã thường lui tới trà đình tử quán tại thành Dương Châu được nghe người ta nhắc tới những thành tích anh hùng của thiên địa hội, vốn đã đem lòng ngưỡng mộ. Trong thâm tâm gã vẫn cho là những nhân vật ở thiên địa hội mới là chân chính là anh hùng hào hán. Gã tưởng mình không đủ tư cách để trở nên một hội viên trong tổ chức này. Gã nghĩ vậy liền nói tiếp, chỉ sợ, chỉ sợ tiểu tử không xứng đáng mà thôi. Tổng đà chủ nói, tiểu huynh đệ muốn gia nhập hội cũng chẳng khó gì. Có điều luật lệ bản hội rất nghiêm ngặt, ai phạm lỗi đều phải bị trọng phạt. Vậy trước khi nhập hội, tiểu huynh đệ hãy nghĩ kỹ đi đã. Vì tiểu bảo đáp tiểu tử không cần nghĩ ngợi gì nữa. Tổng đà chủ có luật lệ gì, tiểu tử cứ tuân giữ là được. Thưa tổng đà chủ, nếu tổng đà chủ thuận cho tiểu tử nhập hội thì tiểu tử khoan khoái vô cùng. Tổng đà chủ không cười nữa, nghiêm nghị nói đây là một việc trọng đại có liên quan đến sinh mạng của con người, chứ không phải chuyện trẻ nít đâu nhé. Vì tiểu bảo đáp dĩ nhiên tiểu tử biết rồi, tiểu tử thường nghe người ta nói thiên địa hội chuyên làm điều nghĩa hiệp cùng hành động những việc lớn kinh thiên động địa. Sao lại bảo là chuyện trẻ nít được? Tổng đà chủ mỉm cười nói, tiểu huynh đệ biết vậy là hay. Những người gia nhập bản hội phải tuyên thệ 26 điều, ngoài ra còn nghiêm lệnh cấm thập hình. Tổng đà chủ nói tới đây lại đổi vẻ mặt nghiêm trọng nói tiếp, trong đó có những điều chưa áp dụng cho những anh em nhỏ tuổi như tiểu huynh đệ hiện nay. Song phải nhớ một điều cần nhất đã là anh em bàn hội phải lấy hai chữ tín thực làm căn bản, không được bịa điều trá nguy. Về bí yêu này tiểu huynh đệ có tuân giữ được không? Vì tiểu bảo ngần ngừ một chút rồi đáp đối với tổng đà chủ dĩ nhiên tiểu tử không dám dối trá. Còn đối với anh em khác trong những công việc nhỏ mọn chẳng lẽ cũng phải nói thật hết. Tổng đà chủ đáp, việc nhỏ không kể, chỉ bàn về đại sự. Vì tiểu bảo hỏi đúng thế, tỉ như đánh bạc với anh em trong hội dùng thủ đoạn lừa bịp có được không? Tổng đà chúa không ngờ gã hỏi câu này, tủm tiễm cười đáp đánh bạc không phải là việc hay, nhưng trong nội quy không cấm. Nhưng tiểu huynh đệ bịp anh em mà họ biết ra họ sẽ đánh cho đó. Nội quy không ngăn cấm việc này, tiểu huynh đệ có chịu đòn được chăng? Vì tiểu bảo cười đáp, tiểu tử đã bịp thì họ biết làm sao được. Thực ra tiểu tử không cần bịp cũng đủ ăn chắc rồi. Thiên địa hội phần nhiều hội viên là hào kiệt giang hồ nên những việc nhỏ mọn như đánh bạc, uống rượu thuộc phạm vi thiên tính, trước nay không cho những cái đó là tội lỗi, nên tổng đà chủ cũng không để ý, y chú nhì à vi tiểu bảo một lúc rồi hỏi, "Tiểu huynh đệ có nguyện ý bái ta làm sư phụ khô nguyện vi?" Tiểu bảo mừng quá liền lại phục xuống đất, dập đầu lia lịa miệng hô, "Sư phụ, sư phụ!" Tổng đà chủ không đỡ gã dậy, để gã dập đầu mười mấy lần rồi nói, "Đủ rồi." Vi tiểu bảo mừng rỡ đứng dậy, tổng đà chủ nói, ta họ Trần tên gọi Cận Nam. Ba chữ Trần Cận Nam chỉ dùng trong bản hội, này ta với ngươi đã thành sư đồ thì ta cho biết tên thật là Trần Vĩnh Hoa. Lúc y nói đến tên thật liền hạ thấp giọng xuống, vì tiểu bảo đáp giả, dạ, đồ đệ xin ghi nhớ vào tâm khảm và không dám tiết lộ ra ngoài. Tổng đà chủ Trần Cận Nam lại ngắm nghĩa vi tiểu bảo một hồi rồi chậm rãi nói, ta với ngươi là nghĩa thầy trò ở với nhau phải thành thực. Ta nói thật cho ngươi hay ngươi là một đứa lẻo mép lại rào quyệt, chi trả không hợp tính cách của ta. Thực ta không thích đâu, sở dĩ ta thu ngươi làm đồ đệ chỉ vì nghĩ đến đại sự của bản hội. Vì tiểu bảo đác từ nay đồ nhi xin sửa đổi tính nết, Trần Cận Nam nói núi sông còn có khi biến đổi, chứ tính người khó nỗi đổi rời. Người có thay đổi cũng chỉ được một ít mà thôi, có điều ngươi còn nhỏ tuổi, tính nết phù động, chưa làm những việc gì bại hoại từ nay ngươi nên ghi nhớ là ta quản thúc đồ đệ rất nghiêm ngặt nếu ngươi phạm vào luật lệ bàn hội lòng ở chẳng ngay làm điều trái phép là ta hạ sát ngươi dễ như chờ bàn tay quyết không thương tiếc trần cận nam nói rồi vỗ bàn đánh cách một tiếng bẻ lấy một miếng gỗ đoạn hai tay sát vào nhau cho nát vụn ra rớt xuống vì tiểu bảo thấy thế sợ quá lẻ lưỡi ra hồi lâu không tụt vào được nhưng chỉ một lát gã lại ngứa miệng cười nói đồ nhi nhất định không làm việc bại hoại nếu đồ nhi gây nên tội lỗi, sư phụ cứ việc véo lấy một màu trên đầu hải nhi vò nát ra. Đồ nhi làm mấy việc hư đốn thì công phu của sư phụ không thể truyền thụ cho đồ nhi được nữa. Trần Cận Nam nói, không phải mấy việc, mà chỉ một việc hư đốn là hết nghĩa thầy trò. Vì tiểu bảo lại hỏi, hai việc được không? Trần Cận Nam nghiêm nghị đáp, người ăn nói đừng đắn lại, đừng bẻ mép nữa. Một việc là một việc, đây không phải là chuyện mặc cả. Vì tiểu bảo đáp, Dạ, dạ, rồi gã tự hỏi, không hiểu mình làm nửa việc hư đốn thì sao? Trần Cận Nam nói, ta thu ngơi làm đồ đệ, nhưng hiện thời chưa dành để truyền thụ võ công. Ông lấy trong bọc ra một cuốn sách mỏng rồi nói, đây là phép luyện tập nội công căn bản của bản môn. Mỗi ngày người tự học lấy một ít, ông mở cuốn sách ra, trang nào cũng có vẽ hình người để truyền thụ khẩu quyết về tu luyện nội công cho Vi Tiểu Bảo. Trong lúc nhất thời Vi Tiểu Bảo chưa thể lãnh hội ngay được gã chỉ dụng tâm ghi nhớ lấy khẩu quyết. Trần Cận Nam phải phí mất hơn một giờ mới truyền thụ hết khẩu quyết về nội công. Ông nói, công phu của bản môn cần sự chính tâm thành làm đồng. Người là nhảy lòng hưu giả vượn không hợp với công phu của bản môn, nên việc rèn luyện càng khó khăn và mất nhiều thì giờ gấp đôi. Vậy ngươi phải đặc biệt dụng công mới được. Người nên nhớ kỹ nếu đang luyện công mà lòng dạ nóng này đầu váng mắt hoa thì phải nghỉ ngay cho bình tĩnh lại khi nào dẹp hết tạp niệm lại bắt đầu luyện tập nếu không thế thì nguy hiểm lắm đấy vì tiểu bảo giả rồi quỳ xuống hai tay đón lấy cuốn sách cất vào trong bọc trần cận nam nói ngươi là tên đồ đệ thứ tư của ta không chừng là tên đệ tử sau chót công việc thiên địa hội rất phiền phức ta không có thì giờ rảnh rang để thu thêm đồ đệ ở trong võ lâm địa vị ta không thấp hèn thanh danh ta không xấu xa ngươi đừng làm cho ta phải mất mặt vì tiểu bảo đáp giả nhưng, Trần Cận Nam hỏi, nhưng làm sao? Vì tiểu bảo đáp thường thường đồ nhi không muốn để mất mặt sư phụ, nhưng nếu xảy ra chuyện mất mặt là trường hợp không sao tránh được. Tỉ như không đánh nổi người ta rồi bị bắt bỏ vào thùng táo, coi như đồ vật để họ khuân đi khuân lại khi đó sư phụ miễn trách cho đồ nhi. Trần Cận Nam nhíu cặp lông mày vừa tức mình lại vừa buồn cười. Ông thở dài đáp việc thu ngươi làm đồ để, có lẽ là một việc lầm lớn trong đời ta có điều ta lấy việc lớn trong thiên hạ làm trọng, mà đành mạo hiểm một phen. Tiểu bảo, khi nào có việc khẩn yếu, nhất thiết ngươi phải nghe lời ta căn dặn rồi hành động, đừng có rông càn là không sợ hòng. Vì tiểu bảo đáp dạ, Trần Cận Nam thấy gã có điều muốn nói lại thôi liền hỏi, ngươi còn muốn nói gì nữa? Vì tiểu bảo đáp đồ nhi đã nói câu gì là có lý mới nói, đồ nhi không muốn nói nhăng nói càn mà sư phụ cho là nói nhăng nói càn khá chẳng oan uổng cho đồ nhi ư l trần cận nam không thể lằng nhằng với gã được nữa liền nói người cứ ít lời đi là được ông nghĩ thầm phong thiên hạ biết bao anh hùng hào hán nổi danh đứng trước mặt ta vẫn một niềm cung kính không dám thở mạnh mà thằng nhỏ điêu ngoa cổ quái này lại cứ dườm lời ông đứng dậy đi ra cửa nói người hãy theo ta vì tiểu bảo vội mở cửa vén rèm chờ trần cận nam ra rồi mới theo sau tới nhà đại sành trong đại sảnh đã có hơn hai chục người đang ngồi thấy tổng đà chủ tiến vào vội đứng dậy nghiêm trang. Trần Cận Nam gật đầu tiến lại ngồi chiếc ghế thứ hai ở hàng đầu. Vì tiểu bảo thấy chiếc ghế chính giữa còn bỏ trống thì trong lòng không vui tự hỏi, chẳng lẽ tổng đà chủ còn chưa phải là địa vị cao nhất, mà còn có người trên sư phụ ta nữa hay sao? Trần Cận Nam lên tiếng. Các vị huynh đệ bữa nay ta mới thu một tên tiểu đồ. Ông trò vào vi tiểu bảo nói tiếp chính là gã này mọi người liền khom lưng khoanh tay đáp công hỷ tổng đa chủ, rồi quay sang chúc mừng vi tiểu bảo. Trần Cận Nam lại dục vi tiểu bảo, ngươi làm lễ ra mắt các vị bá thúc đi. Vi tiểu bảo nhìn mọi người cúi đầu thi lễ, lý lực thế đứng bên giới thiệu, vị này là Thái Đức Trung bá bá, hương chủ liên hoa đường. Vị này là Phương Đại Hồng bá bá, hương chủ hồng thuận đường. Vị này là Mã Siêu Hưng bá bá, hương chủ gia hậu đường. hồi 30, vì Tiểu Bảo vào thiên địa hội, đại hán đứng ngoài cửa vừa thấy Mao Thập Bát và Vi Tiểu Bảo tới nơi liền lớn tiếng hô, quy khách giá lâm, lập tức cánh cửa mở rộng, lý lực thế. Quan An Cơ và hai đại hán mà Vi Tiểu Bảo chưa từng quen mặt từ trong nhà bước ra khoanh tay mỉm cười, cất tiếng chào, Mao ra cùng Vi ra hai vị quang lâm, tệ tổng đà chủ xin mời vào. Vi Tiểu Bảo nức lòng hởi dạ nghĩ thầm, hai tiếng Vi ra, coi chừng từ nay sẽ thành danh hiệu của mình mao thập bát gắng gượng ngồi dậy đáp lễ nói thân hình tại hạ thế này mà dám ra mắt tổng đà chủ thì thật là ôi chao hắn rên la một tiếng rồi té xuống cáng lý lực thế vội nói trong mình mao gia còn mang thương tích bất tất phải đa lễ y nói rồi đứng tránh sang một bên nhường lối cho hai hán tử khiêng cáng mao thập bát đi vào một đại hán nói với vi tiểu bảo mời vi gia hãy ngồi chơi sơi nước để mau ra vào trước có chuyện riêng với tổng đà chủ. Vì tiểu bảo đành ngồi xuống, gã vừa nhấp chung trà thì thấy một tên gia nhân bưng bốn đĩa điểm tâm kính cần đi vào. Gã liền bốc lấy một miếng bánh bỏ vào miệng nhai nghiến nấu rồi trao mày lầm bẩm thứ bánh này so với bánh trong hoàng cung hãy còn kém xa. Vì thế gã ngấm ngầm có coi thường tổng đà chủ, tuy nhiên bụng gã đói meo nên dù bánh không ngon lắm gã cũng ăn gần hết cả bốn đĩa bụng sau một lúc lâu bọn lý lực thế bốn người lại bước ra. Một vị có tròm giấc đốm bạc lên tiếng, tổng đà chủ mời vi ra vào chơi. Vì tiểu bảo nuốt vội miếng bánh đang nhai nhồm nhòm rồi đưa tay áo lên lau miệng. Đoạn gã theo chân bốn người vào nhà trong, đến trước cửa phòng, người có tròm dâu bạc hô lên, tiểu bạch long vi tiểu bảo ra đã đến đó. Vì tiểu bảo nghe gọi mình bằng ngoại hiệu tiểu bạch long thì không khỏi sừng sốt, nhưng trong lòng khoan khoái, nghĩ thầm, ồ, hắn cũng biết đến ngoại hiệu lừng danh của ta. Đây chắc là Mao Đại Ca đã giới thiệu với họ, người có tròm dâu đốm bạc vừa hô vừa đưa tay vén rèm. Vì tiểu bảo ngó vào trong thấy một vị đứng tuổi ăn mặc theo kiểu nho sinh rời khỏi ghế ngồi, đứng dậy tươi cười nói, mời vi ra vào đây. Vì tiểu bảo khoa chân bước vào, quan an cơ liền giới thiệu đây là tổng đà chủ của bản hội. Vì tiểu bảo bất giác đưa mắt ngắm nghĩa văn sĩ trung niên thì thấy y tuy thân hình bé nhỏ, nhưng tướng mạo hiền lương. Cặp mắt chiếu ra những tia hào quang sáng rực soi thẳng về phía gã, khiến gã khiếp sợ. Hai chân gã nhũn ra quỳ mọp ngay xuống, văn sĩ trung niên vội cúi xuống nâng gã dậy mỉm cười nói, tiểu huynh đệ không nên dùng đại lễ như vậy. Hai cánh tay vi tiểu bảo bị đối phương đón lấy khiến gã cảm thấy dường như có luồng nhiệt khí chút vào, không sao lại xuống được. Tổng đà chủ tức văn sĩ trung niên lại cười nói, tiểu huynh đệ đã giết ngao bái tên dũng sĩ đệ nhất ở Mãn Châu để rửa hận cho bao nhiêu đồng bào người Hán chúng ta bị hắn tàn sát. Vụ này chỉ trong mấy bữa là tiếng tăm đã lan ra khắp thiên hạ. Tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi đã nổi danh như vậy thật là cổ kim hiếm có. Vì tiểu bảo bản tính thích khoe khoang, chưa biết chi là hổ thẹn. Giả tỷ người nào khác sân tụng gã như vậy thì gã đã huynh hoang khoác lác đủ điều. Song đối với một vị tổng đà chủ vẻ uy nghiêm lộ ra ngoài mặt gã đâm ra luống cuống nói không nên lời. Tổng đà chúa lại trò về phía Mao thập bát ngồi nhìn vi tiểu bảo mỉm cười hỏi, nghe Mao ra đây thuật lại thì tiểu huynh đệ đã dùng kế giết chết được một tên thủ lãnh bọn thị vệ của Thanh Triều ở trên núi Đắc Thắng gần thành Dương Châu. Tiểu huynh đệ vừa bước chân vào trốn giang hồ đã lập được công trạng to lớn như vậy là chuyện phi thường. Nhưng tại hạ chưa hiểu tiểu huynh đệ đã dùng cách gì để bắt được ngao bái. Vì tiểu bảo vừa ngừng đầu lên, mắt gã chạm phải mục quang của tổng đà chủ, gã sợ quá thành ra quên sạch những lời khoác lác khoe khoang mà gã đã sắp sẵn trong bụng. Chống ngực đánh thình thình, vì tiểu bảo tự nhiên thuật lại một cách thành thật gã đã được vua khang hy sùng ái thế nào và lúc hiệp lực với nhà vua bắt hắn, vì hắn hành động vô lễ, phạm thượng ra sao. Tổng đà chúa chú lắng tai nghe rồi gật đầu nói, té ra là thế. Võ công của tiểu huynh đệ khác hẳn với võ công của mau huynh bản tòa nhận thấy chiêu số của tiểu huynh đúng là chiêu số của phái thiếu lâm nhưng về nội lực thì lại của phái không đồng không hiểu lệnh tôn sư là ai vì tiểu bảo lè lưỡi ra chiều khâm phục bụng bảo dạ vị tổng đà chủ này thật là lợi hại y mới ngó qua đã hiểu ngay được võ công của mình tổng đà chủ dường như đã đoán ra được ý nghĩ của hắn liền cười nó ợp lai lịch về chiêu số nhận ra rất dễ dàng cứ coi thân pháp cùng bộ pháp của tiểu huynh đệ thì đúng là công phu của phái thiếu lâm. Còn về nội gia công phu vừa rồi bản tòa nâng đỡ tiểu huynh đệ nhận ra là nội công của phái không độc nên không khỏi ngạc nhiên. Vì tiểu bảo tức quá buộc miệng mắng liều, hừ, té ra lão con rùa đó đã dạy láo tại hạ. Tổng đà chủ không hiểu gã nói ai liền hỏi, lão con rùa nào, vì tiểu bảo cười ha hà, hà đáp, lão con rùa tức là hải lão công, chính tên gọi là hải đại phú. Mau thập bát, Mao đại ca cùng tại hạ bị lão bắt vào cung. Gã nói tới đây chợt nhớ ra là không ổn, bụng bảo giả chết rồi, MLNS vẫn nói mình cùng Mao thập bát bị ngao bái bắt được. Bây giờ lại khai ra là hải lão công, há chẳng tiền hậu bất nhất. Hay ở chỗ bản lãnh của vi tiểu bảo đã tài nói dối, mà bản lãnh gã lấp liếm cho xuôi cũng không kém cỏi. Gã liền nói tiếp lão con rùa vâng mệnh ngao bái bắt hai anh em tại hạ. Vì Ngao Bái là một vị đại thần không tiện ra mặt hành động. Tổng đà chủ trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Hải đại phú, Hải đại phú, trong phái không động có ai tên họ như vậy chăng? Tiểu huynh đệ, Hải đại phú đã dạy võ công gì cho tiểu huynh đệ?" "Tiểu huynh đệ thử diễn lại cho ta coi." Vì tiểu bảo dù mặt đen mày dày đến đâu cũng tự biết võ công mình kém cỏi liền đáp: "Lão con rùa đã dạy võ công giả hiểu cho Tài Hà." Lão hận Tài Hà thấu xương vì đã làm đôi mắt lão nên lão tìm mọi cách để làm hại tại hạ. Những công phu lão dạy cho tường không nên phô diễn trước mặt người khác. Tổng đà chủ gật đầu, vẫy tay trái một cái, bọn quan an cơ bốn người liền lui ra khỏi phòng, xoay tay khép cửa lại. Tổng đà chủ hỏi tiểu huynh đệ đã làm đôi mắt lão trong trường hợp nào? Đứng trước tổng đà chủ, một đại anh hùng oai nghiêm, vì tiểu bảo cảm thấy nói dối rất khó khăn và dễ bị lộ tẩy gã đành quyết định chủ là nói hình chủ hết còn dễ chịu hơn đấy là một trường hợp trong đời gã gã chưa từng gìn giữ như thế bao giờ vì tiểu bảo quyết định chủ ý rồi liền đem việc dùng độc hại cặp mắt hải lã ính công ra sao hạ sát tiểu quế tử như thế nào vì lẽ gì gã phải mạo xưng làm tiểu thái giám thuật lại từ đầu đến cuối tổng đà chủ vừa kinh ngạc vừa buồn cười phất tay trái vào dưới quần vi tiểu bảo phát giác ra hạ bộ của gã vẫn còn nguyên chứ chưa tĩnh thân để làm thái giám. Y khẽ đập tay xuống bàn, tự nói một mình nhất định làm thế, có người kế vị doãn huynh đệ rồi và thanh mộc đường có chủ nhân rồi. Vì tiểu bảo không hiểu tổng đà chủ nói gì, có điều gã thấy y nét mặt ra chiều hoan hỉ như người đã giải quyết được vấn đề khó khăn ở trong lòng thì gã cũng vui mừng. Tổng đà chủ hai tay chắp để sau lưng bước lui bước tới trong phòng tự nói một mình thiên địa hội ta hành động toàn những việc tiền nhân chưa từng làm tới ta đã khai sáng ra muôn việc khiến người nghe phải kinh hãi thì còn kể gì đến chuyện họ bàn tán nữa. Vì tiểu bảo nghe Tổng Đà Chủ nói thao thao mà chẳng hiểu gì hết. Đột nhiên Tổng Đà Chủ quay lại nói, trong này chỉ có hai chúng ta, tiểu huynh đệ đừng e dè gì nữa. Những môn võ hải đại phú đã dạy cho tiểu huynh đệ bất luận chân hay giả, tiểu huynh đệ cứ diễn lại cho ta coi. Bây giờ vì tiểu bảo mới hiểu tổng đà chủ ra hiệu cho bọn quan an cơ rút lui là để mình diễn lại võ công cho khỏi hồ thẹn vì võ công kém cỏi Gã thấy không còn cách nào từ chối được liền nói, lão con rùa nếu quả đã dạy tại hạ những môn võ đáng tức cười thì xin tổng đà chủ thoá mà y cho đáng đời. Tổng đà chúa mỉm cười đáp tiểu huynh đệ bất tất phải quan tâm, vì tiểu bảo liền bắt đầu biểu diễn môn, đại từ đại bi thiên diệp thủ, mà hải lão công đã truyền thụ cho. Tổng đà chủ Ngưng Thần chú theo dõi cuộc biểu diễn từ đầu đến theo vi tiểu bảo biểu diễn xong, y gật đầu nói, "Ta đã làm phiền tiểu huynh đệ." Tổng đà chủ ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, "Ngoài môn võ này, dường như Hải đại phú còn dạy tiểu huynh đệ môn Cầm Nã Thủ của phái Thiếu Lâm nữa phải không?" Kể ra vi tiểu bảo học đại Cầm Nã Thủ đầu tiên, nhưng gã tự biết môn công phu này của mình lại càng kém cỏi, muốn giấu đi không phô diễn. Không ngờ tổng đà chủ dường như đã biết hết gã không sao giấu được đành đáp, lão con rùa có dậy một chút cầm nã thủ để đi đấu với tiểu hoàng đế. Đoạn gã đem môn đại cầm nã thủ ra biểu diễn một lượt. Tổng đà chủ tùm tìm cười nói, đúng rồi, vì tiểu bảo đáp tại hà cũng biết trước không khỏi làm trò cười cho tổng đà chủ. Tổng đà chủ vẫn tươi cười nói, không phải ta cười tiểu huynh đâu, ta cười vì lòng ta vui mừng, ta nhận thấy tiểu huynh đệ có trí nhớ dai lại thông minh hơn người, rất có nhiều triển vọng. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp, về chiêu, bạch mã phiên đồ, hải đại phu cố ý dậy chật nhưng qua chiêu, lý ngư thác ti, thì tiểu huynh đệ đã thêm vào những chỗ biến hóa, không câu nệ cho thành chiêu chiết. Thế là lưu, l, vì tiểu bảo trợt động tâm cơ nghĩ thầm, xem chừng võ công của tổng đà chủ còn cao minh hơn lão con rùa rất nhiều. Nếu y chịu dạy võ cho mình thì có thể thành một vị anh hùng chân chính chứ không phải là anh hùng giả hiệu nữa gã nhếch mắt lên ngó tổng đà chủ thì gặp mục quang của tổng đà chủ cũng đang nhìn thẳng vào mặt gã. Vì tiểu bảo nguyên là một đứa nhỏ gan lì, bướng bỉnh, dù đứng trước hoàng thái hậu oai nghiêm đến thế, gã cũng dám nhìn thẳng vào mặt, nhưng đối với vị tổng đà chủ này, gã không dám cản rỡ chút nào. Mắt gã vừa chạm vào mục quang của tổng đà chủ là lập tức phải thu về ngay. Tổng đà chủ thùng thẳng hỏi, tiểu huynh đệ có biết thiên địa hội ta làm những gì không? vì tiểu bảo đáp thiên địa hội chủ trương phản thanh phục minh, giúp đỡ người Hán, giết bọn thát đát. Tổng đà chủ gật đầu hỏi, đúng thế tiểu huynh đệ có nguyện ý gia nhập thiên địa hội khô nguyện vi tiểu bảo cả mừng đáp nếu được gia nhập thiên địa hội thì còn gì hay hơn nữa. Khi trước gã thường lui tới trà đình tử quán tại thành Dương Châu được nghe người ta nhắc tới những thành tích anh hùng của thiên địa hội, vốn đã đem lòng ngưỡng mộ trong thâm tâm gã vẫn cho là những nhân vật ở thiên địa hội mới là chân chính là anh hùng hào hán. Gã tưởng mình không đủ tư cách để trở nên một hội viên trong tổ chức này. Gã nghĩ vậy liền nói tiếp chỉ sợ, chỉ sợ tiểu tử không xứng đáng mà thôi. Tổng đà chủ nói tiểu huynh đệ muốn gia nhập hội cũng chẳng khó gì. Có điều luật lệ bản hội rất nghiêm ngặt. Ai phạm lỗi đều phải bị trọng phạt. Vậy trước khi nhập hội tiểu huynh đệ hãy nghĩ kỹ đi đã. Vì tiểu bảo đáp tiểu tử không cần nghĩ ngợi gì nữa. Tổng đà chủ có luật lệ gì, tiểu tử cứ tuân giữ là được. Thưa tổng đà chủ, nếu tổng đà chủ thuận cho tiểu tử nhập hội thì tiểu tử khoan khoái vô cùng. Tổng đà chủ không cười nữa, nghiêm nghị nói đây là một việc trọng đại có liên quan đến sinh mạng của con người, chứ không phải chuyện trẻ nít đâu nhé. Vì tiểu bảo đáp dĩ nhiên tiểu tử biết rồi, tiểu tử thường nghe người ta nói thiên địa hội chuyên làm điều nghĩa hiệp cùng hành động những việc lớn kinh thiên động địa. Sao lại bảo là chuyện trẻ nít được? Tổng đà chủ mỉm cười nói, tiểu huynh đệ biết vậy là hay. Những người gia nhập bản hội phải tuyên thệ 26 điều, ngoài ra còn nghiêm lệnh cấm thập hình. Tổng đà chủ nói tới đây lại đổi vẻ mặt nghiêm trọng nói tiếp, trong đó có những điều chưa áp dụng cho những anh em nhỏ tuổi như tiểu huynh đệ hiện nay. Xong phải nhớ một điều cần nhất, đã là anh em bản hội phải lấy hai chữ tín thực làm căn bản không được bịa điều trá ngụy. Về bí yêu này tiểu huynh đệ có tuân giữ được không? Vì tiểu bảo ngần ngừ một chút rồi đáp đối với tổng đà chủ dĩ nhiên tiểu tử không dám dối trá. Còn đối với anh em khác trong những công việc nhỏ mọn chẳng lẽ cũng phải nói thật hết. Tổng đà chủ đáp, việc nhỏ không kể, chỉ bàn về đại sự. Vì tiểu bảo hỏi đúng thế, tỉ như đánh bạc với anh em trong hội dùng thủ đoạn lừa bịp có được không? Tổng đà chúa không ngờ gã hỏi câu này, Tủm tiễm cười đáp đánh bạc không phải là việc hay, nhưng trong nội quy không cấm. Nhưng tiểu huynh đệ bịp anh em mà họ biết ra họ sẽ đánh cho đó. Nội quy không ngăn cấm việc này, tiểu huynh đệ có chịu đòn được chăng? Vì tiểu bảo cười đáp, tiểu tử đã bịp thì họ biết làm sao được. Thực ra tiểu tử không cần bịp cũng đủ ăn chắc rồi. Thiên địa hội phần nhiều hội viên là hào kiệt giang hồ, nên những việc nhỏ mọn như đánh bạc uống rượu thuộc phạm vi thiên tính trước nay không cho những cái đó là tội lỗi, nên Tổng Đà Chủ cũng không để ý. Y chú nhì à vi tiểu bảo một lúc rồi hỏi, tiểu huynh đệ có nguyện y bái ta làm sư phụ khô nguyện vi tiểu bảo mừng quá liền lại phục xuống đất, dập đầu lia lịa miệng hô, sư phụ, sư phụ tổng đà chủ không đỡ gã dậy, để gã dập đầu mười mấy lần rồi nói, đủ rồi, vì tiểu bảo mừng rỡ đứng dậy, tổng đà chủ nói, ta họ trần tên gọi cận nam. Ba chữ trần cận nam chỉ dùng trong bản hội. Này ta với ngươi đã thành sư đồ thì ta cho biết tên thật là Trần Vĩnh Hoa. Lúc y nói đến tên thật liền hạ thấp giọng xuống. Vì tiểu bảo đáp giả, đồ đệ xin ghi nhớ vào tâm khảm và không dám tiết lộ ra ngoài. Tổng đà chủ Trần Cận Nam lại ngắm nghĩa vi tiểu bảo một hồi rồi chậm rãi nói, ta với ngươi là nghĩa thầy trò ở với nhau phải thành thực. Ta nói thật cho ngươi hay ngươi là một đứa lẻo mép, lại rào quyệt, chi trá không hợp tính cách của ta. Thực ta không thích đâu, sở dĩ ta thu ngươi làm đồ đệ chỉ vì nghĩ đến đại sự của bản hội vì tiểu bảo đáp từ nay đồ nhi xin sửa đổi tính nết trần cận nam nói núi sông còn có khi biến đổi chứ tính người khó nỗi đổi rời Người có thay đổi cũng chỉ được một ít mà thôi có điều ngươi còn nhỏ tuổi tính nết phù động chưa làm những việc gì bại hoại từ nay ngươi nên ghi nhớ là ta quản thúc đồ đệ rất nghiêm ngặt nếu ngươi phạm vào luật lệ bản hội lòng ở chẳng ngay làm điều trái phép là ta hạ sát ngươi dễ như chờ bàn tay quyết không thương tiếc trần cận nam nói rồi vỗ bàn đánh cách một tiếng bẻ lấy một miếng gỗ đoạn hai tay sát vào nhau cho nát vụn ra rớt xuống vì tiểu bảo thấy thế sợ quá lẻ lưỡi ra hồi lâu không tụt vào được nhưng chỉ một lát gã lại ngứa miệng cười nói đồ nhi nhất định không làm việc bại hoại nếu đồ nhi gây nên tội lỗi sư phụ cứ việc véo lấy một màu trên đầu hài nhi vò nát ra Đồ Nhi làm mấy việc hư đốn thì công phu của sư phụ không thể truyền thụ cho Đồ Nhi được nữa. Trần Cận Nam nói, không phải mấy việc, mà chỉ một việc hư đốn là hết nghĩa thầy trò. Vì tiểu bảo lại hỏi, hai việc được không? Trần Cận Nam nghiêm nghị đáp, người ăn nói đừng đắn lại, đừng bẻ mép nữa. Một việc là một việc, đây không phải là chuyện mặc cả. Vì tiểu bảo đáp, dạ, dạ, rồi gã tự hỏi, không hiểu mình làm nửa việc hư đốn thì sao? Trần Cận Nam nói, ta thu ngươi làm đồ đệ, nhưng hiện thời chưa dành để truyền thụ võ công. Ông lấy trong bọc ra một cuốn sách mỏng rồi nói, đây là phép luyện tập nội công căn bản của bản môn. Mỗi ngày người tự học lấy một ít, ông mở cuốn sách ra, trang nào cũng có vẽ hình người để truyền thụ khẩu quyết về tu luyện nội công cho Vi Tiểu Bảo. Trong lúc nhất thời Vi Tiểu Bảo chưa thể lãnh hội ngay được, gã chỉ dụng tâm ghi nhớ lấy khẩu quyết. Trần Cận Nam phải phí mất hơn một giờ mới truyền thụ hết khẩu quyết về nội công. Ông nói, công phu của bản môn cần sự chính tâm thành làm đồng. Ngươi là nhảy lòng hưu giả vượn không hợp với công phu của bản môn, nên việc rèn luyện càng khó khăn và mất nhiều thì giờ gấp đôi. Vậy ngươi phải đặc biệt dụng công mới được. Người nên nhớ kỹ nếu đang luyện công mà lòng dạ nóng này đầu váng mắt hoa thì phải nghỉ ngay cho bình tĩnh lại. Khi nào dẹp hết tạp niệm lại bắt đầu luyện tập nếu không thế thì nguy hiểm lắm đấy vì tiểu bảo giả rồi quỳ xuống hai tay đón lấy cuốn sách cất vào trong bọc trần cận nam nói ngươi là tên đồ đệ thứ tư của ta không chừng là tên đệ tử sau chót công việc thiên địa hội rất phiền phức ta không có thì giờ rảnh rang để thu thêm đồ đệ ở trong võ lâm địa vị ta không thấp hèn thanh danh ta không xấu xa ngươi đừng làm cho ta phải mất mặt vì tiểu bảo đáp giả dạ, nhưng trần cận nam hỏi nhưng làm sao? Vì tiểu bảo đáp thường thường đồ nhi không muốn để mất mặt sư phụ, nhưng nếu xảy ra chuyện mất mặt là trường hợp không sao tránh được. Tỉ như không đánh nổi người ta rồi bị bắt bỏ vào thùng táo, coi như đồ vật để họ khuân đi khuân lại khi đó sư phụ miễn trách cho đồ nhi. Trần Cận Nam nhíu cặp lông mày vừa tức mình lại vừa buồn cười. Ông thở dài đáp việc thu ngươi làm đồ đệ, có lẽ là một việc lầm lớn trong đời ta có điều ta lấy việc lớn trong thiên hạ làm trọng mà đành mạo hiểm một phen tiểu bảo khi nào có việc khẩn yếu nhất thiết ngươi phải nghe lời ta căn dặn rồi hành động đừng có dông càn là không sợ hòng vì tiểu bảo đáp dạ trần cận nam thấy gã có điều muốn nói lại thôi liền hỏi ngươi còn muốn nói gì nữa vì tiểu bảo đáp đồ nhi đã nói câu gì là có lý mới nói đồ nhi không muốn nói nhăng nói càn mà sư phụ cho là nói nhăng nói càn há chẳng oan uổng cho đồ nhi ư l trần cận nam không thể lằng nhằng với gã được nữa liền nói ngươi cứ ít lời đi là được ông nghĩ thầm phong thiên hạ biết bao anh hùng hào hán nổi danh đứng trước mặt ta vẫn một niềm cung kính không dám thở mạnh mà thằng nhỏ điêu ngoa cổ quái này lại cứ dườm lời ông đứng dậy đi ra cửa nói ngươi hãy theo ta vì tiểu bảo vội mở cửa vén rèm chờ trần cận nam ra rồi mới theo sau tới nhà đại sành trong đại sảnh đã có hơn hai chục người đang ngồi thấy tổng đà chủ tiến vào vội đứng dậy nghiêm trang. Trần Cận Nam gật đầu tiến lại ngồi chiếc ghế thứ hai ở hàng đầu. Vì tiểu bảo thấy chiếc ghế chính giữa còn bỏ trống thì trong lòng không vui tự hỏi, chẳng lẽ tổng đà chủ còn chưa phải là địa vị cao nhất, mà còn có người trên sư phụ ta nữa hay sao? Trần Cận Nam lên tiếng, các vị huynh đệ bữa nay ta mới thu một tên tiểu đồ. Ông trò vào vi tiểu bảo nói tiếp chính là gã này mọi người liền khom lưng khoanh tay đáp công hỷ tổng đa chủ, rồi quay sang chúc mừng vi tiểu bảo. Trần Cận Nam lại dục vi tiểu bảo, ngươi làm lễ ra mắt các vị bá thúc đi. Vi tiểu bảo nhìn mọi người cúi đầu thi lễ, lý lực thế đứng bên giới thiệu, vị này là Thái Đức Trung bá bá, hương chủ liên hoa đường. Vị này là Phương Đại Hồng bá bá, hương chủ hồng thuận đường. Vị này là Mã Siêu Hưng bá bá, hương chủ gia hậu đường.